Cái lời Chúa đã chờ ông con, chờ ông cảm ơn rất nhiều vì Ngài cùng tất cả anh chị em con để rồi chúng con học hỏi lời của Ngài. Ôn cầu xin Ngài, thần linh của Ngài ở cùng mọi chúng con, mở mắt, mở trí, mở lòng, ôn mở cảm xúc tất cả của chúng con ra sao để rồi chúng con ăn nút, chúng con thu hay tất cả những lời lẽ thật của Chúa trời. Ôn cầu nguyện để cho linh hồn con ngày càng được trưởng thành, cho ngày càng được giống hình và giống vóc dạc của Đấng Christ. Chào cầu nguyện để cho ôn thần khôn ngoan, thần thông sáng, thần mưu toan, thần mạnh sức, thần kính sợ Đức Giê-hô-va ở cùng chúng con, cha rầu chúng con. Ô có sự khôn ngoan thông hiểu trong lời của Chúa, cha có sự mưu luận hiểu biết. Ô để rầu chúng con được học không chỉ là những nội dung con được nghe mà chúng con còn được mở ra những điều mà Chúa bày tỏ trong con nữa, cha. Ô cảm ơn rất nhiều. Ô con cầu nguyện cho tất cả anh chị em con để bảo chúng con. Ô chúng con được Ngài hướng dẫn, được Ngài dạy dỗ mỗi ngày để rồi chúng con ngày càng được tăng trưởng, ngày càng hiểu hiểu hết hiểu, ngày càng thông hiểu những ý muốn, những cái sứ mạng, sự kêu gọi của Ngài trên mẫu chúng con cha, để rồi chúng con trở nên ô những con người mà chạy đua, chạy giật giải một cách tốt lành cho cảm ơn rất nhiều. Con cũng nguyện danh Đức Chúa Jesus. Amen. Amen. Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Chúng ta học bài học mang tên là gì nhỉ? Chúng ta là gì Nam? Sự truy cập đối với Đức Trời theo tâm ước, hay là chủ đề của nó là sự tương giao sống động với Đức Chúa Cha. Nhưng phần 2 của nó, cái block thứ nhất là sự truy cập tân ước đến với Đức Chúa Cha này. Phần 2 của nó, block số 2 của nó mang tên là sự làm cha thuộc linh. Sự làm cha thuộc linh. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhóm hết tất cả các phần ạ. Và cái phần này thì khi tôi nhóm lại tất cả thành ra là sẽ là nhóm cả 12 bài giảng của ông Rustan vào thành một bài đấy anh chị em ạ. Nhưng có thể nó hơi nhiều một tí. Nhưng thực ra thì tất cả cái đời nó có thể làm ngắn được thôi. Tại vì một số bài giảng của mục sư là cắt ra thành ra là ông ấy nói là bị đọc lại nhiều mà. Khi cắt một phần này. Hallelujah, tạ ơn Chúa. Mà cái video của ông đã nhé. Thấy chưa? Anh em thấy ông chưa? Này. Chưa nhìn thấy ạ? Dạ rồi. Rồi á? Mang áo màu vàng. Vâng. Còn là cái gì đấy? Cái gì đấy? Đấy. Cái phần bài đấy, blog số 2 của bà ông ấy mang tên là sự làm cha thuộc linh này, như contour là những cái vòng cái tour thứ hai, tour phụ trợ của thái độ của quan hệ. Cách thức của mục sư Ruslan giảng đúng là tiên tri, là ông giảng là theo cách khác, thì những người nào mà phát triển tiên tri có thể là thích cách giảng dạy của ông đấy. Còn mình căn bản mình không phải là con thủ linh của ông đấy, chúng ta là hiểu theo cách khác, hiểu các từ xưa sang đây ông giảng dạy thì tôi nhận rất nhanh nhá. Nhưng một superstar đấy mà giảng dạy chẳng hạn đấy thì tôi phải cũng phải khá là tập trung là để mà nghe, để nắm bắt được ý của ông đấy, vì nó nhiều thứ nó miên man quá nên phải là tập trung vào cái chỗ nào đấy, xoáy vào cái chỗ đấy thì biết được ở cái phần cốt lõi nó nằm chỗ nào.
Đây, cảm ơn Chúa. Lần trước chúng ta có nói về cái gì, về sự truy cập của truy cập đến cha của tân ước đúng không? Dạ. Mình làm thêm bài tập luôn nhé. Xong lên ôn lại một tí thôi. Ôn lại đi đấy theo bài tập luôn này. Được. Em nhìn thấy không? Nhìn thấy màn hình không? Thấy một chút. Thấy rồi đúng không? Đó. Đó là sự khác biệt giữa cựu ước của Tân ước về khả năng quan hệ với Thiên Chúa hàng sống này. Đức Chúa Trời khi ở trong Tân ước, cựu ước là sự bày tỏ khác nhau, vẫn là một Đức Chúa Trời thôi. Cha của mọi người, Chúa mọi người, Đức Tạo Hóa mọi người. Nhưng trong cựu ước thì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời chỉ bày tỏ như Adonai, như Elohim, như Đức Tạo Hóa, có thể đứng chữa lành, có thể đứng giải cứu, có thể là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Vạn Quân, hoặc là nhiều nhiều cái danh mà nói ở trong sách cựu ước đấy, anh chị em ạ. Như Zeva Sikhenu, Zeva Rapha, Zeva Rohi, Zeva Zire đấy, những cái danh đồng nghĩa của Chúa đấy, thì như cái chức năng đấy của Ngài ấy. Thế nhưng mà chỉ thời Tân ước ấy thì là được bày tỏ ra một cách rõ ràng nhất, đó là như Đức Chúa Cha. Chỉ thời Tân ước thôi thì mới rõ ràng như Cha. Và chúng ta xem đấy, ở trong cái sách cuối cùng của cựu ước đấy, có nói rằng là cái ngày lớn của Đức Giê-hô-va thì Ngài sai ai ạ? Eli đi đúng không? Thần Eli đi, và người sẽ làm cha trở lòng con, lòng con trở lòng cha. Tức là đã tiên tri về một cái điều gì đó đấy. Tức sách tân sách cựu ước đấy, cuối cùng, những lòng cuối cùng của sách cựu ước ấy, có tiên tri về cái điều gì đó mà sẽ xảy ra thời tân ước. Đó chính là tình cha con. Đây mình mở rộng ra anh chị em nhé, để chúng ta anh chị em nghe và anh chị em tóm tắt lại, rồi anh chị em trả lời câu hỏi đấy, thì trả lời ngắn gọn như vậy được không anh chị em? Alo. Dạ. Cái bài này á, cái bài này là tựa đề nghĩa là gì thầy? Là cái gì? Bài này á. Dạ. Là tình cha con, gọi là tình cha con, tình mẫu cha con, chủ đề đấy. Dạ. Đây này. Chủ đề đây này. À, để tiếng Nga, để tiếng Nga. Tiếng Nga cho nên thành thử ra em. Dạ. À, được rồi. Em đang là... xếp vô cái file mà. Tương hỗ cha con, ok. Nó sẽ tên là... Tương hỗ cha con. Tương hỗ cha con, hay tình cha con được. Nhưng tình cha con thì nghe tiếng Việt hơn đúng không? Tương hỗ thì dịch sát nghĩa như thế. Tương hỗ tức là tương quan, tương quan, tương giao cha con đấy. Tương giao. Nhưng mà tình cha con thì nghe rõ hơn đúng không? Thì trong tình cha con thì cũng là tương giao rồi. Tương giao giữa cha với con hả? Ừ, tình tương giao cha con, tức quan hệ tương hỗ đấy. Quan hệ đi lại với nhau, quan hệ hai chiều với nhau đấy. Dạ. Quan hệ hai chiều với nhau, tình cha con. Ừ. Ok, bây giờ chúng ta vào trong bài tài bắt đầu nhá. Được chưa? Tôi nhắc lại nhá. Nếu anh chị em trả lời câu hỏi đấy, thì phải trả lời là khi mà nói câu hỏi rằng cựu ước của tân ước khả năng quan hệ với Thiên Chúa hàng sống như thế nào, thì chúng ta trả lời là sao? Ở cựu ước và tân ước thì đều bày tỏ Chúa Giêsu cả, vì Chúa Giêsu chính là ngôi lời và kể hết về Chúa Giêsu. Nhưng thời cựu ước ấy, thì tất cả các danh của Chúa như danh Zewa Sikinu, Zewa Kadosh, Zewa Rohi, Zewa Rapha, Zewa Zire, Zewa Sabot, Adonai, Elohim, hay nhiều nhiều các danh khác ấy, gần 70 danh khác của Đức Chúa Trời còn nói trong cựu ước đấy, bày tỏ ra và đều là cái chức năng đấy của Ngài, đều nói cái bản tính đấy của Ngài thôi, và đều tất cả mọi người đều coi Đức Chúa Trời như là như đứng tạo hóa đấy, đứng chữa lành, đứng giải cứu, đứng chiến trận nào đó thôi, nhưng không được bày tỏ ra rõ ràng như là Đức Chúa Cha. Nhưng thời nhưng cựu ước đấy, sách cuối cùng cựu ước có tiên tri về cái chuyện mà tình cha con sẽ xảy ra. Đó trong sách gì, sách Malachi đoạn cuối đấy, có nói rằng là người cho lòng chính lòng cha trở lòng con, lòng con trở lòng cha. Amen. Thì ra là khi tân ước, thời tân ước đấy, là Chúa Giêsu người đến thế gian đấy, thì Ngài bày tỏ cho chúng ta biết Đức Chúa Trời như là cha, và tất cả ai ấy cũng có thể nhận được Ngài như là cha cả.
thời cựu ước thì chỉ có một số người đặc biệt đấy, được sức dầu thôi, đó là tiên tri thầy giảng, tiên tri nhà vua quan xét và thầy tế lễ thôi, và những người là một số người đặc biệt ở đó mà Chúa chọn để thần Chúa đổ lên đấy, thì họ mới có thể là có quan hệ được với Chúa. Đấy, câu hỏi đây là sự khác biệt gì giữa cựu ước tân ước về khả năng quan hệ với Thiên Chúa, mà tức là về những cái khả năng để có thái độ của mình với Thiên Chúa, thì thời trước đấy là không phải ai, thời cựu ước không phải ai cũng có quan hệ được, mà kể cả họ quan hệ được Thiên Chúa đấy thì chỉ quan hệ như là chủ tớ thôi, như Chúa với đầy tớ. Thế vì thế ở trong các tân nước ấy, thì trong chưa đó trong cựu ước chỉ nói là Đức Chúa Trời như ai đó với Đức Chúa Trời như là bạn, như tôi tớ, đúng không, cùng lắm như đẹp lòng Chúa thôi. Thế nhưng mà ở cái tân ước ấy thì khác hẳn. Tân ước thì bắt đầu nói về khả năng quan hệ với Thiên Chúa là cho tất cả mọi người qua Chúa Giêsu Christ, ai cũng trở thành con cái. Và ở tân ước thì bắt đầu nói về những khái niệm về con cái, cha con là con cái. Còn đó là Đức Chúa Trời làm cho chúng ta làm con Chúa Trời là sao đấy. Anh chị em nghe lại cả những cái bài giảng phía trước nhé, nghe lại cái phần đoạn kinh thánh nào đó mà trong đây không biết ta Nam hay chị, các anh chị có nhớ đoạn kinh thánh nào đó không? Nó sẽ hãy xem Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta sao mà bày tỏ chúng ta là con của Ngài đấy. Rồi sao nữa, qua Chúa Giêsu mà chúng ta được gọi làm con đấy. Thầy chị em liệt kê một số đoạn kinh thánh ra nhé. Dạ, anh chị em. Dạ, được, trong được, bài được. Có đấy. Dạ. Có thể tự tìm dạ. Được. Tìm không nhất thiết là Hebrew, Hebrew có giờ ăn giờ văn có. Dạ. Epheso đấy. Nói chung anh chị em cứ tìm dạ. Lấy ra một cái chương trình. Dạ. Anh chị em cài trong máy tính cái chương trình mang tên ở đây, mang tên đây nha. Mang tên đây là kinh thánh, mang tên là cái gì? Kinh thánh là tôi đang đặt lên bài học. Bật lên anh chị em có nhìn thấy không? Không, một sơ sơ chiếu ở đâu? À, chiếu đâu? Cái gì bây giờ mình? Màn hình rồi. Share màn hình. Thấy không? Đấy, cái chương trình mang tên là gì? Chương trình mang tên là Việt Bible đấy. Cái đó mục sư có cái chỗ để download không? Tại vì con cũng định download cái này về mà nó hình như nó không hỗ trợ cái phần mềm đó nữa. Không rồi được, tôi gửi cho anh chị em xong. Đấy, cái phần đấy để tìm xong cái này xong cái phần tìm kiếm đấy. Thì anh chỉ tìm cái phần là sao? Gọi là cha con đấy. Đấy, cái từ gì? Từ làm con này. Làm con trở lại. Để anh đánh đây nhé. Làm con. Để tìm ra những từ cho dễ tìm. Mà chỉ tìm ở trong tân ước thôi. À, tìm trong tân ước thôi. Tìm kinh thánh. Chỉ mình tìm trong tân ước thôi. Phật sách. Ừ, đúng rồi. Tìm trong sách thôi. Nhức đầu quá, không hiểu sao. Anh xem tìm xem tất cả trong tân ước thôi. Trong tân ước nó nhiều, trong tân ước nói về chuyện là làm con đấy. Sao đánh từ làm con mà không ra từ làm con? Nó đúng từ từ nó làm con này, xong cái chỗ nào nói chung tìm tìm chỗ nào nó đúng từ làm con đấy. À, đi chỗ khác, đi chỗ khác làm sao? Đi chỗ anh chị em cứ tìm trong kinh thánh nhé, trong tiểu cựu ước ấy, à trong tân ước những cái phần mà khi mà Chúa đưa Thánh Linh vào trong lòng chúng ta, chúng ta gọi Abba đấy, cha ơi đấy, được không anh chị em tìm nhé. Dạ được. Để chứng minh ra thì đấy, để khi nói sự khác biệt thì với cựu tân ước ấy, thì đừng chỉ có trả lời là trả lời cụt ngủ anh chị em ạ, mà chúng ta trả lời có cả những đoạn kinh thánh trong đó nữa, được không, chứ đừng trả lời ngắn cụt ngủ nhé. Dạ. Nên trả lời cụt ngủ đấy là
là hiển thị là người không chịu học bài đấy, được không? Thấy chưa? Lúc làm đấy thì mình chứng minh, mình lấy đoạn kinh thánh nào đó ra mình chứng minh, mình nói điều đó. Thế đây chúng ta đang học như là kiểu thần học mà, mức độ như thế, nên khi nói ra là phải có kinh thánh chứng minh vào trong đó, được không anh chị em? Để tại vì mấy cái bài trước mà anh chị em hay trả lời đấy là không có kinh thánh phụ họa. Dạ. Không có kinh thánh, nhưng vì thế mà các bài học trước mà anh chị em trả lời đấy, thì tôi muốn góp ý là anh chị em trả lời các câu hỏi đều không có kinh thánh phụ họa ở đấy cả, chỉ có một vài đoạn đó thôi. Anh chị em chỉ có lấy, anh chị nghe cái bài giảng thôi, nhưng mà đáng lẽ mình nghe bài giảng chuyện rồi, nhưng mình cũng phải là khẳng định bằng đoạn kinh thánh nào mình có thể tìm được đâu đó ra, ngoài tức là vượt qua cả nội dung của thầy giáo cô giáo dạy nữa anh chị em ạ. Không nhất thiết là thầy giáo cô giáo dạy trên ý tưởng đấy mà mình cũng lấy đoạn kinh thánh đó mình thấy để khẳng định cho câu trả lời của mình đấy, mình kẹp vào đó. Amen. Amen. Đó, thì cựu ước thì cái Chúa Trời bày tỏ ra như đấng tạo hóa, như Chúa, như chủ thể, hay cùng lắm là bạn. Nhưng thời Tân Ước thì Đức Chúa Trời ngày bày tỏ khác rõ ràng, đặc biệt là tình cha con, và điều này được khẳng định cả trong được tiên tri trong cựu ước mà sách Ma-chi có nói về lòng cha trở lòng con, lòng con trở lòng cha. Và Chúa Giê-xu khi đến thế gian làm người đấy thì Ngài khẳng định và Đức Chúa Con, Ngài khẳng định cái từ con người và nói rất nhiều về Đức Chúa Con. Và cái điều đấy cũng được tiên tri trong Tiểu Ước, thì không những chỉ Malachi thôi đâu mà trong cả sách Ê-xê-chiên nữa, khi nói về con người nữa anh chị em ạ, khi nói về con người nữa trong sách Ê-xê-chiên ấy cũng nói rất nhiều về con người để họ sự làm con đấy ở đây. Nhưng chỉ thời Tân Ước thì bắt đầu mới chúng ta mới thấy ra cái sự mà hứa của Chúa ở trong Tiểu Ước đấy được lộ ra cho chúng ta ở đây, và cái điều bí mật được giấu kín ấy, đó là sự làm con. Đức Chúa Trời Ngài muốn nhận tất cả chúng ta làm con, và sự đã thể hiện qua Chúa Giêsu, và tất cả mọi người ấy đều có quyền được nhận Ngài làm cha và gọi là con, được vào trong tình cha con của Ngài. Và điều đó nó phụ thuộc vào thái độ của chúng ta thôi, để chúng ta quyết định. Amen. Cái thời Cựu Ước đấy thì mọi người có muốn cũng không được, nhưng thời Tân Ước là cái thời mà ân điển của Chúa, vì thời Tân Ước là thời mà lẽ thật và ân điển mà, thành thử ra là ai cũng có thể làm được, ai có thể vào ân điển, nó chỉ cần tin và hành động mà thôi, những bước vào cái ân điển của Chúa. Nên thời Tân Ước đấy là cái quyết định thái độ quan hệ của mình đối trời, đấy là không phải Chúa quyết định nữa rồi, mà đấy là ai, đấy là con người, chính ta quyết định thái độ quan hệ của ta với Ngài. Amen. Bởi vì Ngài đã cho rồi mà, Ngài đã cho gọi là toàn quyền đấy để đến với Chúa trong thời Tân Ước này, bởi vì tất cả cái sự mọi sự phóng sẵn của Ngài, Ngài đã để trong con của Ngài là Chúa Giêsu rồi, và trong con của Ngài có sự đầy trọn bổn tính của Chúa Trời rồi, có đầy rẫy mọi sự trọn lành của Đức Trời ở trong Chúa Giêsu rồi. Nên khi mà chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu cứu chuộc đấy, là Chúa là đấng cứu thế và Chúa của mình đấy, thì chúng ta tiếp nhận hết tất cả mọi sự trọn lành của Đức Chúa Trời, trong đó có cả sự làm con của Ngài nữa. Amen. Sự làm con ai có thể làm được, và chỉ phụ thuộc vào chính chúng ta làm thôi. Đấy, có thể nói là câu một như vậy nhé, và anh chị em chia được kê hết làm đoạn một loạt số đoạn kinh thánh ra mà chúng ta tìm được. Câu thứ hai này, cô nói rằng là đoạn kinh thánh theo Giăng đoạn 14 câu 6, cô nói rằng chẳng bởi ta, Chúa Giêsu nói đấy, thì không ai được đến cùng cha, nghĩa là gì? Thì ở đây chẳng bởi ta, thì trên đoạn kinh thánh này có nói rằng là ta đừng đi chân lý và sự sống, chẳng bởi ta không ai đến cùng với cha. Chúa Giêsu và đừng đi, tức là cái nẻo đường, cái cách thức, cái nghĩa đấy, và chân lý là cái điều gì nó bất biến, không phải thay đổi, và sự sống nữa, sự sống chính là Chúa Trời. Và chúng ta có thể nói thêm nữa là người Do Thái ấy, cái đền thờ của người Do Thái ấy, có ba phần, là phần hành lang, phần nơi thánh với chí thánh, thì mỗi phần này đều có cái cửa của nó cả, và một cửa của nó là cửa ở hành lang, bước bước vào hành lang đấy, cửa mang tên là cửa gì ạ, cửa chân lý, cửa đường đi chứ, ta đường đi. Và cửa thứ hai vào nơi thánh, gọi là cửa đấy tên là cửa đi, cửa chân lý, và cửa bước lên chí thánh để gặp Đức Chúa Trời đấy, gặp lời của Ngài đấy, đấy là cửa mang tên là sự sống. Nên là khi chúng ta chỉ bởi Chúa Giêsu thôi thì phải đến với Cha, tức Chúa Giêsu là đường đi, là chân lý, là sự sống để đến với Đức Chúa Cha. Đấy, Chúa Giêsu khẳng định là Cha mà, nên trong Chúa Giêsu đấy chúng ta có đường lối đến với lòng của Cha mình, cái cách thức, cái nẻo đường để đến với Cha của mình. Trong Chúa Giêsu chúng ta có cả gì ạ,
có cả chân lý, cái lẽ thật, sự mầu nhiệm để đến với cha của mình, từ cha của mình. Và trong Chúa Giêsu chúng ta có sự sống nữa, để kết nối với sự sống của Đức Chúa Trời nữa, kết nối nhập thể với Ngài nữa, trong bởi Chúa Giêsu nữa. Nên khi mà Chúa nói là chẳng bởi ta, là Đức Chúa Con ấy, thì Ngài cũng khẳng định cả vì Ngài là Đức Chúa Con nữa. Vì Chúa Giêsu lúc đấy là Ngài đang nói là cha mà, không ai đến cùng cha, cùng cha, cùng cha. Tức Ngài khẳng định ở đây nữa, nhấn mạnh nữa là tình cha con trong đây. Ngài khẳng định là Đức Chúa Trời như cha, và tất cả chúng ta như con cái. Và Chúa Giêsu làm hình mẫu chúng ta như con của Đức Chúa Trời đấy. Để mà cách thức ấy, đó là tình cha con được khẳng định trong đây. Và điều này cũng nói rằng là để mà đến với Chúa Cha đấy, là chúng ta cần xây dựng mối quan hệ là cha con. Amen. Anh chị em ạ, xây dựng với Đức Chúa Trời mối quan hệ. Anh chị em bật tiếng lên nhé, thì chắc là không ồn đâu, thì cứ bật tiếng lên để tôi biết là anh em có nghe không. Chứ không thì tôi không, internet nó mà trục trặc ấy thì tôi không biết là tôi nói một hồi xong đến lúc lại không thấy. Alo. Alo. Dạ dạ, đây mục sư. Cứ bật tiếng lên, bật tiếng lên để mà nghe là có thấy anh em tham gia không? Dạ. Nói cái gì? Ở chỗ con mấy đứa bên cạnh nó giỡn chơi ồn. Thành ra là qua Chúa Giêsu là nhấn mạnh về quan hệ cha con ở trong đây. Trong quan hệ cha con là có tất cả mọi sự trong đó. Amen. Khi chúng ta đến Chúa Trời Cha đấy, và trong quan hệ cha con, và tất cả mọi sự cũng xây dựng trong quan hệ cha con. Cha mà sinh ra và che phủ mà, nên nói về cái dòng giống, nói về sự sinh nở, nói về sự bảo trợ, nói về rất nhiều cái chân lý trong đó. Vì thế khi nói chẳng bởi ta thì không ai đến cùng cha, để nhấn mạnh quá hệ cha con này. Và Chúa Giêsu lại đường đi nữa, đến lòng của cha, chân lý nữa, từ lòng cha mà ra, và lẽ thật, sự bảo nhiệm của lòng cha nữa, và sự sống nữa của cha nữa. Để khi đến, khi mà qua Chúa Giêsu, tức là chúng ta bắt chước Chúa Giêsu đấy, để nhìn thấy cái cách thức quan hệ của Ngài với Chúa Cha là sao, thì chúng ta sẽ học được cách mà đi vào trong tình cha con của Đức Chúa Trời. Được chưa anh chị em? Dạ. Có nghĩa như vậy, khẳng định như vậy, thế thôi. Nhưng anh chị em có thể nghe lại cả cái bài giảng nữa như sao nữa, xem có điều gì khác hơn nữa không. Điểm thứ ba này, bạn va chạm điều gì trong quá trình và phát triển tăng trưởng con người trưởng thành? Cái gì, điều gì có nhớ không chị em? Điều gì va chạm, điều gì mà mục sư Rusan ông dạy đây là điều gì anh chị em? Ông nói về đấy là cái gì, cái linh của mồ côi đúng không, hay cái gì nữa, còn gì nữa không chị em, còn nhớ không? Người con hoang đoạn, người làm thuê. Sinh sự mồ côi đúng không? Nhưng mà chúng ta nói rõ hơn. Trong đây không nói về, trong đây chúng ta nói là làm gì chúng ta phát triển, thế là trong quá trình phát triển thành con mà. Để miêu tả người tin Chúa phải bỏ điều đi để bước vào sự làm con. Thì chúng ta phải hiểu đấy là sao ạ? Là chúng ta bước vào con người mới, đúng không? Bỏ là bỏ con người cũ đi. Thì chúng ta có lời lẽ thật đấy nhá. Còn linh mồ côi ấy thì chúng ta có thể không được khẳng định nhiều trong thánh đâu, nhiều đâu nhá anh chị em ạ. Cái sự bày tỏ riêng nào đó của một sư Ruslan thôi. Mặc dù có nói về sự mồ côi trong đấy, nhưng mà cái điều chúng ta cần bỏ đi đó là bỏ con người cũ của mình. Con người cũ đấy nó tà dâm với tất cả các loại quỷ, trong đó có quỷ mục, Antichrist, đủ các loại quỷ. Và đặc biệt là trong cái quá trình mà con đỏ đấy, thì cái linh đấy, cái quỷ đấy gọi gì, quỷ của mồ côi đấy anh chị ạ. Đúng không? Nên như vậy là chúng ta sẽ có nhìn cái bức tranh tổng thể hơn, là bỏ con người cũ của mình. Và mình giải thích vì con người cũ nó là con tà dâm, nó tà dâm với tất cả các quỷ trong 400 gần 400 triệu loại quỷ thần đấy. Thì trong đó đặc biệt là cái giai đoạn mà tăng trưởng, giai đoạn từ con đỏ đấy, thì có những cái sự gì lầm lạc, một này quỷ lừa dối đấy, nhiều lắm, quỷ lừa dối, quỷ lầm lạc, quỷ sự mồ côi gì đấy, như là mục sư lúc sáng cũng nói ra. Vô trách nhiệm, nhiều thứ lắm.
rồi ngây ngô nữa, ngu dại nữa, như rất nhiều quỷ chứ mà chỉ có mồ côi không thôi. Nhưng mà mình nói nhấn mạnh là để mình bỏ con mình cũ đấy, thì nó đúng hơn, thì nó tổng thể hơn là bỏ cái quỷ mồ côi. Nhưng mà anh chị phải nói rõ ra đấy nhé, bỏ ra là tổng, mình phải nói hẳn ra là bỏ hẳn con mình cũ. Mình phải giảm nghĩa rõ ràng ra là bỏ con mình cũ đi, bởi con mình cũ ấy, nó liên minh được tất cả quỷ, trong đó có quỷ mồ côi. Anh chị em nhé, để như thế đấy thì để cho mục sư rút ra còn thấy rằng là có nắm được bài học của ông đấy, nhưng chỉ có điều là mình mở rộng thôi. Hiểu anh chị em, chứ không phải mình ông hỏi câu này mình trả lời kiểu khác mà không nắm bài học. Bỏ đi tất cả trong quá trình tăng trưởng phát triển thì con người mới trưởng thành ấy, đó là sự vâng lời thôi. Rất nhiều cái điều mà chúng ta học rồi đấy, sự vâng lời, sự dâng mình, tức là bỏ con người cũ đi, bỏ cái tôi của mình vậy thế thôi, bỏ nó đi thôi thì tất cả quỷ mà bám nó cũng bị rơi hết, rơi rụng hết, trong đó có quỷ mồ côi nữa. Thế Miu, bạn va chạm điều gì? Va chạm điều gì trong quá trình tăng trưởng trưởng thành? Va chạm điều gì anh chị em? Chuyển nhân va chạm con người cũ rồi, va chạm với tất cả những thần trong thế gian này. Trong quá trình tăng trưởng phát triển thành con người mà, thành người con mà. Thế một câu trả lời, một câu hỏi rất là chung. Câu hỏi tổng thể. Thế chị em nhìn thấy đấy. Mình va chạm được gì? Đó là mình phải muốn trở thành người con, mình phải học làm con đã, đúng không? Chưa học rồi mà. Chúng ta đang nói về sự phát triển thì phát triển từ làm con đã. Mỗi người chúng ta được dựng lên hay được sinh ra đời đấy đều phải làm con đã. Thế chúng ta sẽ va chạm trong quá trình học làm con. Amen. Anh chị em nhé. Được không anh chị em? Dạ được. Dạ. Của em Thủy là hình như là không bị ồn thì em cứ bật lên mà trả lời nhé. Dạ em đang để đó thầy. Có khi em bé nó khóc thì em tắt. Dạ. Rồi. Tức là chúng ta sẽ va chạm vào cái sự học làm con. Làm con đã. Để muốn làm cái gì, muốn tăng trưởng cái gì, học làm con đã. Còn không làm con chẳng làm cái gì hết. Và cái điều khẳng định ở trong Kinh Thánh có nói, vì Chúa Giê-xu ấy, mặc dù là Đức Chúa Trời đấy, nhưng Ngài có phải học mình xuống vâng phục, Ngài học làm con đã. Tôi sẽ xem thêm cái lời này, tìm trong đoạn Kinh Thánh đó mà anh chị em lúc mà làm bài tập ấy, thì cũng rèn tập với nhau, cũng trao đổi với nhau đấy, để những đoạn Kinh Thánh nào đó trao đổi với nhau. Ok anh chị em. Okay. Yeah. Yeah, chúng ta sẽ va chạm trong quá trình học làm con. Quá trình học con, quá trình rất là gọi là lâu. Chúng ta có cha, chúng ta từng là cha mẹ ấy. Thì trước đây chúng ta là con cái, chúng ta phải mất nhiều năm tháng học để tăng trưởng làm con đã. Và cái bỏ cái con người bỏ điều đi là chúng ta bỏ con người cũ của mình đi. Thì con người cũ đấy, miêu tả Thiên Chúa cần phải bỏ điều đi là bỏ con người cũ của mình. Con người cũ là con người Babylon cũ, nó tà dâm với tất cả mọi quỷ, vì nó là hang hố của bọn tà thần mà. Thế ra nó tà dâm với tất cả loại quỷ, trong đó có quỷ của cái thời con đỏ đấy, đó là quỷ về sự mồ côi, quỷ của sự vô tín, quỷ sự không vâng phục, quỷ sự nổi loạn, quỷ sự nổi loạn đấy, không vâng lời đấy, quỷ sự trách nhiệm, quỷ sự thờ ơ, quỷ sự hờ hững, liệt kê ra anh xem ạ, liệt kê một đống quỷ ra. Đó có cả quỷ mồ côi nữa. Mình nhấn mạnh chuyện đó để cho ông mục sư Rusa như thầy giáo dạy bài này đấy. Ông biết là mình có nghe cái bài đấy, nhưng chỉ có cách căn bản mình mở rộng thôi. Câu thứ tư này, tân ước cho mỗi người được bạn, tân ước cho mỗi người quỳnh ước cho mỗi người sự truy cập tân ước cho mỗi người được ban cho cả mình sẽ làm nó ngớ này tân ước cho mỗi người sự truy cập được ban cho là sao mình có thêm từ này nữa. Tân ước cho mỗi người sự truy cập đến Cha Thiên Thượng, hãy miêu tả chi tiết sự truy cập nào và khả năng nào được ban cho người tin Chúa. Đấy, tân ước thì cho tất cả chúng ta đều được gọi là chúng ta liệt kê đoạn Kinh Thánh nào ra, và khi chúng ta tiếp nhận
nhờ Chúa đấy mà chúng ta được làm con của Ngài đấy. Thì trong sách Ephesos đoạn 2 câu nào đấy? Timothée cũng có nhờ Chúa Giêsu mà mình được giải hòa với Cha đó. Roma cũng có. Vâng, thì giải hòa với làm con. Đấy, anh chị em cứ liệt kê hết tất cả những đoạn mà có thể có ra. Còn Ephesos mà cái đoạn kinh thánh mà mục sư Rustan ông giảng như là câu 2 rồi. Đoạn 2 này. Này câu nào? Rồi đấy, đoạn 2 là ông có nói rằng là vì ấy nhờ Ngài mà chúng ta này đều được phép đến gần Chúa Trời đồng trong một thánh linh này. Làm hòa với Ngài đấy. Đồng trong một đức thánh linh. Mình làm hòa với Chúa Trời trong nhờ Chúa Thánh Linh mà chúng ta tân ước cho mỗi người sự truy cập đến Cha Thiên Thượng. Hãy mô tả chi tiết là gì? Truy cập là chúng ta đến với Ngài như đến với Cha. Đến với Cha như thế nào? Thì từng cái giai đoạn của đứa con ấy mà đến với Chúa, đến với Cha thì cho tất cả mọi người, mà tôi cho mỗi người thì có giai đoạn như là con đỏ này, giai đoạn như con trưởng thành và giai đoạn như là cha chú. Thế mình mở rộng nó thôi, và ba độ tuổi thuộc linh đấy thì vẫn là con của Cha Thiên Thượng cả. Thì miêu tả chi tiết thì mình chắc miêu tả thôi, bởi vì trong bài giảng mục sư Ruslan thì nó liên miên quá, tôi không nắm bắt được hết những cái gì mà ông đang tập trung, mình không nắm bắt được. Có đúng thế không anh em ạ? Nói chung là khi thi là mình phải trả lời những cái người mà người ta ra bài, còn mở rộng của thầy thì để mình ghi khắc để mà mình sẽ đi ra ngoài. Còn nếu mà nói nhiều quá là một sư Đức Lan không có kiên nhẫn để mình nghe, mình cho giờ ít quá, mình chỉ nói rất là ngắn gọn theo cái ông cũng chờ đợi để mà mình nói theo cái cách ông dạy. Sự truy cập nào, sự truy cập đến với Cha Thiên Thượng. Ông nói miêu tả chi tiết, anh chị em thử nghe lại xem cái bài giảng trên nữa có gì nhé, thì có 3-4 bài đấy, thử nghe lại xem nào. Xem ai nó nghe lại rồi xem tóm lại xem sao ra sự của tôi. Tôi không nhớ nữa là ông dịch ông nói là cái gì truy cập đến Cha Thiên Thượng nhà thôi. Theo cách của dạy của ông đâu. Vì tất cả chúng ta đều tự được tự do nhờ Chúa Giêsu mà tự do đến Cha Thiên Thượng. Mà tự do phát triển tất cả sự mọi gì mà Chúa đã để cho mình ấy, truy cập đến. Sẽ miêu tả chi tiết sự truy cập nào mà. Truy cập như con với cha. Như con có giai đoạn con đỏ, giai đoạn con trưởng thành, giai đoạn con cha chú. Rồi, tiếp nữa đi. Tiếp nữa, cô Năm cũng cho hỏi này. Con thuộc linh là ai? Ai là con thuộc linh? Những quá trình nào trong Chúa người ấy phải trải nghiệm để bước vào sự làm con? Và tình con. Con thuộc linh là ai đây? Con thuộc linh định nghĩa. Định nghĩa con thuộc linh ở đây là ai? Trong bài giảng ông tôi không nắm được cái định nghĩa của ông về con thuộc linh nhé. Ông cứ kể một loạt thôi. Tôi nắm bắt bài giảng ông mục sư rút ra là khó vết đấy. Vì nhiều mục sư họ nghe mục sư rút ra giảng mà họ không biết là ông giảng về đề tài gì nữa anh chị em ạ. Trừ khi ông nói ra mới biết là đề tài thôi. Đó. Không có cấu trúc à, kiểu như là không cấu trúc rõ ràng nhấn mạnh điểm gì đấy. Tức là sự tiên tri ông nói ra, tiên tri ông nói ra, ông kiểu khai phóng lời tiên tri ra thì là có sức mạnh nào đó trong cái đời thôi. Nhưng mà khi mà sự giảng dạy nó là chuyện khác rồi, giảng dạy nó phải là được nhấn mạnh cái nó có cấu trúc của nó đấy, và nhấn mạnh trong cấu trúc. Nên cái phần này là bản thân mình nghe nhưng mình không hiểu được này, và không phải mỗi mình đâu mà nhiều người ở trong hội thánh chỗ mục sư Rusta này họ cũng như vậy, không phải mỗi mình. Thầy dạy học trò mà không hiểu học trò là sao nó hiểu nổi. Đấy, nhiều học trò Rusta này họ cũng không hiểu đâu, họ không hiểu là ông ấy giảng thì họ chỉ amen amen thôi, nhưng đến khi họ giải thích lại thì họ đã không phải chứ. Họ cứ nói cho đẹp lòng thôi.
Thì con thuộc linh là ai? Con thuộc linh là người nào? Con thuộc linh là cái người như nào? Thì bây giờ tôi trả lời theo cách của tôi thôi. Thế còn cách nào để anh Thiện thì nghe lại cái bài giảng để tôi xem. Tôi không nhớ là tôi đã dịch ra cái gì rồi anh chị. Con thuộc linh tất nhiên là con thuộc linh là hạt giống của người cha thuộc linh, thế thôi, mình chỉ có định nghĩa theo cái logic của mình hiểu thôi. Đấy, con đã tự không phải con người tự nhiên có được, mà con phải tự là từ người cha, đúng không? Con ấy là hạt giống, là sự tinh túy hạt giống được phát triển của người cha, là cái người cha thuộc linh, là cái người mang mình mang gen của người cha mình. Thì con thuộc linh ấy, con thuộc linh là cái hạt giống sự tinh túy của người mang gen của người người cha thuộc linh, là người đẻ ra mình sinh ra mình, mang những màu sắc, mang những gọi là gì ạ, gọi là bản sắc ấy, bản sắc của cha mình. Thí dụ như là mình là người châu Á chẳng hạn nhá, thì sao mình mang bản sắc của bố mẹ mình là người châu Á, mình là người châu Phi chẳng hạn, thì mình bản sắc của người châu Phi, đúng không ạ? Thí dụ như thế đấy, thì con thuộc linh ấy, mình mang bản sắc của cha mình, vậy thôi. Con thuộc linh là cái hạt giống tinh túy bản sắc gen của cha thuộc linh, của người cha thuộc linh, của người cha thuộc linh, thế thôi. Tôi chỉ định nghĩa một cách theo cách của mình như vậy thôi. Còn cách của định nghĩa của Surusan thì tôi bản thân tôi không biết. Cho mình nghe lại, cho mình nghe lại vài lần nữa mới hiểu được ông nói thế nào nữa. Nhưng quá trình nào trong Chúa người ấy phải trải nghiệm để bước vào sự làm con, hãy bước vào tình con. Những quá trình trong Chúa thì quá trình này, quá trình mối nào, quan hệ. Quá trình nào mà theo cách bài giảng ông đây, thì như câu 5 này đã có câu trả lời thì sao anh chị em? Anh chị em cứ nghe lại cái bài giảng đấy nhá, theo cách giảng của ông Mục sư Ruslan ấy. Chúng ta đã làm đến câu trả lời số 5 rồi đúng không nhỉ anh chị em nhỉ? Chưa thầy, mà như là tới chưa đâu, em nghe rồi em chẳng hiểu chỗ đó. Thế đó. Dạ, mình chưa có. Đưa ra ở câu số 5 rồi mà. Nam thì nghe lại hết nhé. Nam ạ, à, Nam tu lại, Nam nghe lại hết. Xem cái phần nào. Mà đặc biệt là cái phần nào mà khi mình đưa ra câu trả câu hỏi đấy. Còn đây câu số 5 đấy. Là câu số mấy đấy. Câu số 5 ấy. Mình có nói về câu số 5 là bao nhiêu rồi mà. Ở trong cái bài giảng nào đấy. Bài gần cuối cùng đấy. Nam nghe tôi không Nam? Nam chịu khó nhá. Tu lại mà nghe. Xong tìm sao ra phần đấy. Những tìm ra câu trả lời câu số 5 mà theo cái bài giảng của Sursa nhé. Những quá trình ở trong Chúa người phải trải nghiệm để bước vào sự làm con đấy. Mà mình con thuộc linh thì mình định nghĩa con thuộc linh là nếu theo cách của mình thì tôi sẽ hiểu logic khác, tôi trả lời cái sự trả lời của tôi có thể không không giống như trả lời bài học của Mục sư Ruslan rồi, nên anh chị em nghe lại cái bài học nhé. Nhưng mà tôi cứ gợi ý thêm thôi để anh chị em có thể mở rộng thêm cái sự mở rộng nó đấy, mà ở trong thêm cả cái bài học của Mục sư Ruslan nữa để anh chị em có cái định hình. Con thuộc linh là hạt giống sinh ra từ người cha thuộc linh, thì thế mang bản sắc của người cha thuộc linh, mang gen của người cha thuộc linh của mình. Và quá trình là trong Chúa người phải trải nghiệm để bước vào sự làm con. Quá trình nào thì đơn giản là mình tin trong ân điển thôi. Mình tin ân điển này nó có luôn rồi. Và bây giờ mình xây dựng quan hệ tình, xây dựng quan hệ của mình với cha của mình. Như Chúa Giêsu ấy đã xây dựng với Chúa Cha thì cũng xây dựng quan hệ là sự vâng lời tuyệt đối. Chúa Giêsu vâng lời tuyệt đối mà, sự tôn kính và vâng lời Chúa Cha. Chỉ vâng lời thôi thì sẽ bước vào sự làm con. Sự quá trình vâng lời, quá trình học sự vâng lời, và chúng ta lấy luôn trong cái Chúa Giêsu đấy, mặc dù ngài làm con nhưng ngài vẫn phải vâng lời, đúng không? Ngài vâng phục các thẩm quyền dọc đặt để trên mình nữa, thì tất cả mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình mà. Nên thành ra khi vâng phục đấy, Chúa Giêsu ra lấy thí dụ Chúa Giêsu chẳng hạn đấy, khi ngài xuống dưới này thì ngài dưới trần gian ấy thì ngài cũng vâng phục cha mẹ thuộc thể của mình nữa,
trong thực thể theo theo cách người ta tin ấy, Mary và Joseph nữa. Ngài cũng vào trong đền, mẹ ngài cũng học nữa, ngài cũng hỏi những câu hỏi ấy, tức ngài học đấy, ngài cũng hạ mình xuống mọi người đó, vâng phục các thẩm quyền dọc để trên mình. Tức quá trình đấy, quá trình vâng phục thẩm quyền dọc, quá trình học trong sự tôn kính cha của mình, học vâng lời cha của mình. Những quá trình nào đi, tức là có nhiều cái thôi. Thưa anh chị em mình nghe lại bài giảng của một số đức gia xem là ông nói, ông giảng nghĩa là cái gì cho những quá trình nào đây? Có đề cập đến chỗ này không? Những quá, đến khi nói quá trình nào thì tôi trả lời là quá trình sự vâng lời thôi. Con chỉ học sự vâng lời thôi, vâng lời và tin, tin cậy cha đấy, anh chị em. Tức mình tin tưởng, chúng ta phải, trong mức độ nữa, mức độ tin tưởng nữa, vâng lời và tin tưởng cha của mình. Tại vì có sự vâng lời nhưng mà vẫn có thể không tin, từ vâng lời theo kiểu mù quáng mà, đúng không anh chị em? Ừ, yeah. Như là Hội giáo đấy, nó vâng lời, nó vâng đó. Hay là theo Cộng sản, hay theo các loại khác nó cũng vâng lời, hay Công giáo cũng vâng lời cha chứ, cha nói gì cũng nghe, giam tắp đấy. Nhưng mà vâng lời không quá. Nhưng vâng lời đây trong sự mà trông cậy, vâng lời trong sự thông hiểu, vâng lời mà hiểu biết là ý muốn của cha mình cái gì, trong sự đẹp lòng cha của mình ấy. Tìm cách để lòng cha của mình, để hiểu thấu cha của mình làm cái gì, trong sự tin cậy cha của mình. Thôi, chúng ta bỏ qua này đi, anh chị em nghe lại và trả lời thêm. Câu thứ 6 này, anh miêu tả trong thí dụ về người con hoang đàng theo Luca 15 từ câu 11 đến câu 32. Người ấy đã không hiểu điều gì cho tư cách người con và điều gì đã giúp người ấy quay trở lại cha. Thì người con này trong trong ví dụ người con trong hoang đàng này, Luca 15 có nói người không hiểu điều gì, là không hiểu về tính cha con, nó không hiểu tính cha con, không hiểu là không hiểu cái trật tự thái độ quan hệ với cha như nào, hơn là gia sản. Người con ấy lại quý gia sản hơn là thái độ riêng tư với cha. Thì ra khi nó sống trong gia đình rồi một hồi ấy, nó không xây dựng quan hệ cha con, mà cái người em đấy làm sao mới đòi gia sản, đòi gia tài. Và khi đó anh ta không hiểu là cái thái độ của quan hệ với cha con nó hơn là gia sản, mà hơn gia tài. Như chúng ta biết là hai người yêu nhau đấy, thì yêu yêu nhau là không phải yêu gia tài người đó đâu, yêu gia tài người đó thì đấy không phải là tình yêu thật rồi, mà yêu yêu chính cái người đấy, chứ không phải yêu cái điều người đó đang có, mà yêu cái người đấy, yêu cái cá nhân người đấy. Thì đây người con ấy không hiểu để yêu người cha như cần phải yêu, và chỉ yêu là cái gia tài của người ấy thôi. Thì đến khi nó lớn lên ấy, thì cái nhu cầu ích kỷ của nó đòi hỏi cần nó gia tài. Nó nghĩ là nó trưởng thành, nó nghĩ là nó trưởng thành rồi, trong một vụ nó đấy rồi. Và nó đòi phải chia gia sản, nó bỏ đi. Nó đi thì sao ạ? Điều gì đã giúp người quay trở lại. Nó đi thì nó vào trong thế gian của Babylon ấy, thì Babylon đánh cho bầm dập, bị sa ngã trong Babylon. Đến nỗi mà gia tài, tất cả cái gì mà nhận từ nhà cha đấy, nếu mà trong mục vụ ấy, rồi sự sức giàu, ơn giảng dạy, sự hùng biện, rồi ảnh hưởng tiếng tăm đấy, uy tín gì gì đấy, đã từng có ở trong nhà cha, và khi ra khỏi nhà cha ấy, thì bị tiêu hết cái phần đấy, sau đó là hết luôn, sau đó phải đi sa ngã xong đi làm thuê cho cái người ngoại ở Babylon. Mà làm không chỉ làm thuê không đâu, mà là đi chăn heo là cái loại mà thủ tạng là công việc gọi là thấp kém nhất. Mà chăn heo xong chưa xong, mà chăn heo xong mà vẫn đói đến nỗi phải xin đồ ăn mà cho cái con súc vật đấy, con động vật bẩn mà người ta do cái gớm ghê đấy để ăn, mà cũng vẫn không được. Đấy chính một cái sự cơn đau đớn đấy, mới dạy cho đứa con bài học và để đứa con nó tỉnh ngộ ra, ăn năn, nó quay trở lại với cha của mình, ăn năn với trời và ăn năn với cha. Tôi có trật tự đấy. Tại vì đứa con nói rằng là con đã phạm tội với trời và với cha mà, đúng không? Đứa con ấy, anh chị em đọc xong đấy, nó đứng lên, anh chị em tự giải thích. Trong đoạn Kinh Thánh từ Luca 15 ấy, anh chị em tự giải thích ra. Đứa con nó đứng lên thế nào? Người em ấy, thấy như thế và tỉnh ngộ, xong đứng dậy, nói với cha mình, quay lại, nói như thế nào? Không xứng đáng là con của cha nữa. Rồi chỉ cần làm mướn thôi cũng được. Để có đồ ăn thôi, chỉ cần làm mướn thôi. Tức là bắt đầu đứa con nó trở lại, nó reset lại đời sống của
đứa con đấy và như là một đứa ngoài đời thôi, coi như là gọi là bắt đầu gây dựng lại, xây dựng lại cái quan hệ cha con, hay xây gây dựng lại gọi là lòng tin ấy, thì đánh mất đức tin rồi, mất cái lòng tin của cha, nó cảm thấy là đánh mất lòng tin của cha, phụ lòng tin của cha khi nó bỏ nhà đi rồi, thì người con ấy quyết định là quay trở lại và lòng cha và xây dựng lại sự tin cậy đấy, xây dựng lại lòng tin đấy mà bị đổ vỡ đấy. Và cái điều đấy, điều gì mà người ta, điều gì đã giúp Quế hiểu này, là quay trở lại cha, tức hiểu rằng người là cha của mình đó, tức người con ấy hiểu được là cái nơi mà mình chôn đau cắt rốn ấy, cái nơi mà sinh ra mình ấy, là cái nơi đấy là sẽ chấp nhận mình, hiểu điều đấy mà nó mới quyết định quay trở lại. Amen anh chị em nhé. Điều đó giúp người ấy sẽ ăn năn và hiểu được là cha sẽ tiếp nhận mình. Chính vì hiểu ra tiếp nhận thì đứa con mới quay trở về chứ. Chứ nó không hiểu rằng là cha sẽ không tiếp nhận ấy, bởi vì nó đã phá phách thế này, cha về thì cha lôi mình lên cùng hình để xử tử thì chết. Nghĩ thế thì không dám quay trở lại nữa. Nhưng vẫn nghĩ rằng cha kiểu gì vẫn tiếp nhận nó. Vì dù sao nó vẫn là gì ạ? Là hạt giống của cha mà. Đúng không? Yeah. Vẫn là máu mủ của cha. Hiểu được đấy, nên thành ra là quay trở lại với cha. Và đây là câu 6 nhá. Đấy chưa? Đây câu 7 này. Vậy nói rằng là tại sao Thiên Chúa đặt trong thân thể Chúa Đấng Christ là người cha thuộc linh. Rồi bây giờ mình sẽ trả lời theo một số bài giảng của ông đấy. Vậy tôi ngắn ngại tôi ghi chép lại này. Đây, tôi ghi chép ở đây anh chị em, tôi sẽ đi lại cái phần ghi chép mà tôi viết đây nhé. Anh chị em về xem đọc lại nhé. Được không? Thế anh chị em có thấy trên màn hình không? Dạ. Trong Luca 15 này, người em khi ăn năn nhận thức được tình cha đã trở về nhà này, cha ôm cổ hôn này và tiếp nhận sự ăn năn của người em. Không phải là người cha tìm cái người em này, mà là người em đã nhận thức được và tiếp nhận tình cha như tình cha thiên thượng cho hết mọi người qua Chúa Giêsu đấy, thì chỉ phụ thuộc vào chúng ta tiếp nhận là sao thôi. Như ta nói đấy, nó phụ thuộc vào chúng ta, thái độ chúng ta thôi. Chúa đã cho hết rồi, trong Chúa Giêsu cho hết rồi. Người em này đã tiêu hết cái gia sản mà anh ta đã nhận được từ cha, nhưng khi anh ta hiểu được tình cha con ấy, thì anh ta được nâng lên mức cao hơn trong vương quốc. Và tức là những cái điều mà anh ta nhận đấy thì không chỉ là ở nhà cha anh ta nữa, anh xem ạ. Tại vì nhà cha làm chuyện rồi, nhưng mà khi mà anh ta đến, anh ta được cái gì, được cái gọi là cha đưa cho mặc áo nhá, áo mới nhá, áo đẹp nhá, xong đeo nhẫn nhá, đúng không? Đấy là rồi sao giết bò mập nhá, bò béo nhất để ăn nhá, vui chơi nữa. Đây là những cái hệ thống, những cái sự đấy là đặc trưng cho vương quốc của Chúa Trời đấy, anh xem ạ. Tôi mở ngoặc đây là bình an, công bình, vui mừng đấy. Đó, để mà tức là ngoài cái nhà cha ra, tại cái gia sản trong nhà cha cũng như là trong cá nhân hội thánh cũng thấp ít lắm, nhưng mà cái điều mà cha có ở ngoài xã hội đấy còn nhiều hơn nữa. Nên khi người con ấy, người em ấy hiểu được tình cha ấy, thì quay trở lại ấy, thì lại thậm chí lại, hồi xưa tôi cũng thắc mắc cái câu hỏi là tại sao, thế thì người khi mà đứa em lấy hết gia sản thế rồi, thế về lấy gì nữa, cha còn gì để mà chia nữa, để chia xong rồi mà, đúng không anh chị em? Chia cho em, chia cho anh ta hết. Người cha còn nhớ đấy, là người cha còn sống anh chị em ạ. Người cha chia cái gia sản, không nghĩa là chia hết tất cả cái gia sản của mình đâu. Chia cái phần nào đấy thôi, mà đứa em nó có thôi. Còn người cha vẫn có cái phần, cái cơ nghiệp của người cha ấy, là cái sự nghiệp ở đó. Như chúng ta nhìn, ví dụ như là chúng ta xem, ví dụ ai bây giờ nhỉ? Là tỷ phú này, đấy, tỷ phú cơ nghiệp. Tỷ phú cũng có quyền thừa kế cho con của mình, nhưng chỉ một phần ở đó thôi, chứ không phải cho cả cái giang sơn của tỷ phú ấy, cả cái đế chế của tỷ phú được. Thì tại vì đứa con đấy nó còn ngây ngô mà, thì chia cái gia sản cho hết cái giang sơn ấy, cho đứa trẻ con ngây ngô thì nó phá tan giang sơn mất, nên chỉ chia cái phần tiền của nó đấy nó có được thôi. Thì đi chia nó ví dụ vài triệu, trăm triệu đô chẳng hạn đấy. Chứ còn cái việc mà quản lý công ty, quản lý business đấy, thì không chia cho đứa con đấy, mà chỉ chia tiền thôi, đúng không anh chị em? Yeah. Thì cũng vậy đấy, cái người con này, người cha này còn nhiều cái việc khác ở ngoài gia đình, ở ngoài nhà của mình, đó là trong công ty đấy, tương tự như vậy. Thì tức là gọi là vương quốc của Chúa đấy,
Chúa còn có nhiều điều khác nữa. Nhưng khi người con này hiểu về tình cha đấy, người con này lại còn được nhận về để làm cho cha ở trong vương quốc của Ngài nữa, trong công ty của Ngài nữa, trong tập đoàn của Ngài nữa. Amen. Nên là nhận thức sâu sắc tình cha con ấy, của Chúa Giêsu là ta với cha là một đấy. Chúng ta phải cần nhận thức đấy, là để đánh đồng lại với nhau. Khi chúng ta mà xây dựng quan hệ tình cha con ấy, là chúng ta phải đánh đồng bắt chước cha của mình mà. Cái sự mà khi mà chúng ta nói về để phát triển ấy, chúng ta quay trở lại những cái phần trước có nói đấy, về cái sự gì mà chúng ta trở thành ấy, đơn giản chúng ta học cha, cha làm gì mình làm như thế. Chúa Giêsu cũng nói đấy, ta chẳng tự làm gì hết mà chỉ như thế cha làm. Ta nghe, ta thấy cái điều gì làm thì ta nói, ta làm thế thôi. Amen. Cái bắt chước cha đấy. Bắt chước cha là không phải bắt chước theo hành động đâu, bắt chước theo cả ý tưởng, suy nghĩ nữa, anh chị em ạ. Khi cha cười, cha nói thì mình không chỉ cũng nhếch miệng, cũng cười, cũng nói thế này, nhưng mà mình hiểu tại sao cha cười, cha nói, tại sao cha động cơ gì mà cha nói như vậy. Xong bắt chước mình cũng có động cơ như vậy. Amen, anh chị em nhé. Yeah. Thế còn người anh ở ngoài đồng thì tư tưởng ấy, như của người làm thuê làm mướn, đang lăng xăng như là cái bà Ma-thê đấy, đúng không? Bà ấy làm rất nhiều công việc, bà làm nhiều nhưng bà không hiểu lòng cha, bà ấy không xây dựng cái quan hệ của bà đấy với Chúa Giêsu như là cô Mary này cô xây dựng với Chúa Giêsu một cách thân mật cá nhân. Thì rằng người anh ấy mặc dù là ngoài đồng làm được công việc rất nhiều, nhưng anh ta lại không hiểu rằng ấy, cái công việc nó không thể thay thế được cái tình gọi là cái tình cảm được. Cũng như trong gia đình chúng ta đấy, chúng ta phải nhớ nhá, có lúc mà chúng ta đi làm kiếm tiền về nuôi gia đình đấy, cái đấy nó không thay thế được cái quan hệ của chúng ta với vợ với con mình đâu nhá, với chồng mình đâu nhá. Amen. Ngày xưa chúng ta cứ tưởng người vợ người chồng nói, ấy tôi làm hết này, tôi cái gì tôi nuôi hết, tôi nuôi cả nhà mà, tôi phải mất ăn mất ngủ ấy, cũng thừa nhận hy sinh thật đấy. Mà tôi cũng bỏ sức ra mất nọ mất kia ấy, để mà mang cơm về cho vợ cho con thì cứ tốt thôi. Nhưng còn cái điều còn quan trọng hơn nữa đấy, đó là cái quan hệ của người đấy ngoài cái món quà người mang về để nuôi vợ nuôi con ra, còn cái thái độ của người đấy với con cái của mình, với vợ của mình cơ. Amen anh chị em ạ. Điều quan trọng nhất là không phải là công việc, điều quan trọng trong nước trời ấy, còn đấy là quan hệ tương hỗ. Và tất cả cái công việc ấy nó xuất phát từ cái tấm lòng, nó xuất phát từ quan hệ mà ra thôi. Các công việc ấy, chúng ta biết thì đức tin chúng ta ấy, cái công việc chúng ta ấy, chúng ta cứu bởi đức tin mà, chứ không phải bởi việc làm. Nên vì thế mà cái từ mà đức tin đó là thái độ đấy anh chị em. Cái đức tin của mình ấy, khi chúng ta là gì muốn làm theo Ngài đấy. Đức tin ấy. Khi chúng ta muốn, chúng ta làm theo điều gì Chúa muốn ấy, thực hiện điều Chúa muốn ấy. Thế thì chúng ta đang đẹp lòng ý Chúa đấy, thì nó ra hành động mà, nó sản sinh ra hành động, nó sản sinh ra công việc. Vì thế mà chúng ta được cứu bởi đức tin chứ chẳng phải bởi việc làm là như vậy. Tức là đức tin đấy nói về thái độ quan hệ của mình với Chúa. Nghe đến người anh ở ngoài đồng, người anh mà làm việc lòng xăng đấy, thì ông ta không hiểu được đức tin là thế nào cả, không hiểu được cái bản chất tình cha con ra sao cả. Thì ta khi người em mà quay lại về thì đã bắt đầu làm bầm, đúng không? Nào vào chửi bới, nào vào kết tội thì nó như nọ như kia. Còn người cha ấy, thì vẫn là chân thành, người cha ta khuyên can nó, người cha khuyên can người anh ấy, người cha cũng không lôi người anh ra bảo thằng này mất dạy, em mày như thế về mày không yêu em mày à? Đã thế tử hình mày. Nhưng không, người cha không như thế, người cha vẫn ra ân cần khuyên bảo đến tình cha thật đấy, ta nhìn thấy trong tấm lòng người cha đấy. Và ở đây tôi ví dụ thí dụ anh chị em, ví dụ như tôi thấy ví dụ như trong sự chia sẻ của mục sư Sunday chẳng hạn nhé, tình cha con nhé, thì trong các cuộc họp đấy tôi thấy ví dụ như là có mục sư lâu đời hơn một chút này đấy, có vẻ là đang gọi là tiếng Việt gọi là cái gì nhỉ, hạ hàng cái gì nhỉ, tiếng Việt hơi gì nhỉ, cái gì hả, nhưng mà khi mà hạ hàng hay là cái gì đấy, dìm hàng là từ dìm hàng đấy. Đấy, đúng từ đấy, dìm hàng, cái người mục sư hay cái người nào đó mà còn non trẻ hơn đấy, kiểu đấy hơi chế nhạo đấy. Thì ông mục sư Sunday đấy, ông không như thế đâu, ông vẫn che anh em,
ông không có đôi ra để mà bêu diếu cả hai người đâu. Lúc hài hước thì chuyện khác, ở đâu ông không không bêu diếu như vậy, ông tìm cách ông che phủ hết tất cả người kia, ông không khiển trách hai người đâu, mà để mà phân biệt rõ ràng ra, chứ không kết tội là anh sai cho anh sai những kia đâu, mà vẫn là vỗ về chỉ ra phải mình phải làm thế này, phải làm thế kia, phải làm thế kia để mà cảm động lòng người anh ta đấy, vừa muốn vừa làm theo đấy, chứ không phải ép buộc anh ta phải làm. Mi sai rồi, mi thế là mi bị trừng phạt rồi, thế là ép buộc mất rồi, nhưng mà vẫn cảm động chỉ ra này đúng này, cái này sai, cái này đúng này, nên làm thế này này để cảm động người ta muốn. Người anh ấy là người con, nhưng mà có trong nhà có nhiều người con mà, nhưng có người con thật anh chị ạ, nhưng có người con ấy mà tư duy vẫn là như kẻ làm thuê đấy. Kẻ làm thuê thì nó nghĩ là tất cả cái việc cái đồng tiền tiền công công lao là do nó làm ra. Kẻ làm thuê mà cái tiền mà nhận được ấy là do tiền công mình trả ra, do tiền công mình trả giá. Tất nhiên chúng ta có trả giá với Chúa, nhưng trả giá trong mối quan hệ anh chị em nhé. Khi chúng ta nói sự trả giá ấy, là trả giá để có mối quan hệ với Chúa Trời, chứ không phải trả giá có nghĩa là tôi cũng trải qua sự bị khủng hoảng, bị sao, bị phá sản, bị ly dị, bị ly tán, bị ABC đâu. Nếu mà chỉ trải qua đấy thì không phải là sự khủng hoảng, không phải là sự thử thách anh chị em ạ. Thử thách nó phải dẫn mình đến gần Chúa Trời cơ, phải là trải qua sự trả giá để có quan hệ với Chúa Trời với riêng tư, thì đấy mới có sự trả giá. Ngày hôm nay khi mà chúng ta nói về sự trả giá cơ đốc nhân ấy, là phải hiểu sự trả giá để có quan hệ riêng tư với Ngài thì mới gọi sự trả giá. Amen. Chứ mà chịu khổ với cái gì đấy xong có nói là ô đây tôi trả giá, đấy không phải sự trả giá. Amen anh chị em nhé. Chúa Giêsu chẳng hạn đấy, khi Ngài trả giá cho nhân loại đấy, trả giá cho loài người chúng ta đấy, đấy là Ngài đang trả giá cho cái quan hệ của Ngài với Đức Chúa Cha đấy anh chị em ạ. Amen. Sự vâng phục á, để không mất mối quan hệ đó. Đẹp lòng. Đẹp lòng cha, chứ không phải đẹp lòng loài người đâu, không đẹp lòng thế gian đang hư mất đâu. Dạ. Thứ tự ưu tiên của Ngài là đẹp lòng cha. Nhưng sự trả giá của Ngài để đẹp lòng cha mà, chứ không phải đẹp lòng loài người đâu. Để mình hiểu cái điều đấy. Là xây dựng tình cha con. Nên người em, là người anh ấy, thì vì kẻ thuê mà không hiểu cái công việc của mình là gì cả, nên thành ra là khi mà cha vui mừng đấy, em cũng vui mừng, tất cả mọi người đều vui mừng cả, thì người anh ấy nó sao ích kỷ, nó đứng ngoài, nó không thèm vào, không thèm bước vào sự vui mừng của cha nữa cơ. Thấy mất dạy không anh em, thấy kỳ lạ không? Cha vui mừng, tương tự đứa trẻ đấy là nó bước ra gì ạ, nó bước ra sự vui mừng của cha, nó không bước vào sự vui mừng của cha, tức là nó không chịu vào trong vương quốc của Chúa Trời đấy. Vì nước của Chúa Trời đó sự vui mừng mà, bình an, công bình bởi Đức Thánh Linh mà. Cho nên vui với người vui mà. Mà khi vui đấy, vui cha của mình lại không vui. Mà lại còn nằm bằng phía ngoài nữa. Nên vì thế mà chúng ta xem lại là cái mục vụ của mình đấy, nó không có sự vui mừng. Mà chỉ đến kết quả bề ngoài đấy. Thì là sao chúng ta phải stop lại. Ok anh chị em? Dạ. Yeah. Nghe rõ nhá, cái mục vụ nào mình làm sự làm bằm đấy, dâng hiến dâng mình ABC giúp đỡ ai đấy mà mình cảm thấy làm bằm đấy thì đừng stop lại đã, về phát triển quan hệ mình với cha đã. Amen. Với người đấy đấy. Amen. Amen. Ở đây không nghĩa là mình stop lại là thôi tôi không giúp nữa, ở đây stop lại là pause lại để mà mình phát triển quan hệ sống động của mình một cách riêng tư để mình đi phục vụ tiếp, chứ không nghĩa là stop này thôi bây giờ đã thế đã bảo thế thôi không làm nữa, đã bực không làm, tôi không làm nữa, không phục vụ nữa, tôi không phục vụ nữa. Nên khi tôi nói là stop phục vụ lại đấy thì không nghĩa là bỏ một vụ đấy đi, mà có nghĩa là stop là dừng lại để mà pause ra, để chỉnh lại, đốn lại, sau đó mau chóng mà quay trở lại mà phục vụ. Amen. Yeah. Vâng. Amen. Tức mình mau chóng mà chỉnh đốn lại cái động cơ tấm lòng của mình, chỉnh đốn lại cái thái độ quan hệ của mình, và sau đó mình phục vụ người đấy. Người anh này thì kiện cáo người em thì là kẻ làm thuê mà, nên là lúc nào tính theo mọi sự trên nguyên tắc là công bình đấy, sự kỷ luật đấy, cái quy củ hết, chứ không phải tình yêu nữa rồi. Một cộng một phải thế này, phải thế này, thế này, thế này đấy, tất cả nó phải là lễ nghi, nó phải thế này thế kia,
Nhưng mà Đức Chúa Trời, cái lễ nghi của Ngài ấy, là lễ nghi trừu tượng, lễ nghi của Ngài nó vượt quá sự hiểu biết của logic loài người. Amen chị em. Lễ nghi của loài người là vào trong nhà thờ phải mặc quần áo kín cổng cao tường, phải chạy đầu, phải nghiêm trang, phải cặp vinh thánh, phải cúi đầu khẩn nguyện ABC gì gì đấy chẳng hạn. Ví dụ như vào trong giáo hội Công giáo chẳng hạn ấy, không được đội mũ rồi ABC đủ các thứ. Đúng không? Nhưng mà với Đức Chúa Trời thì không phải thế. Với Đức Chúa Trời, cái quy củ của Ngài đó là tấm lòng. Tấm lòng có đến như là con với cha không? Tấm lòng có ăn năn đau đớn nghe lời Chúa nói mà run không? Tấm lòng đến đấy có phải để tìm kiếm Chúa không? Để đẹp lòng Ngài không? Để nhận biết Chúa, cái khát khao nhận biết Chúa hay không? Để đến đấy để dòm ngó, tìm một cái gì đấy để mang về để ăn. Hay là tìm gặp một cái cô gái nào để tán. Tôi phải xem lại là cái quy củ nguyên tắc. Cái đấy là trong tấm lòng hay là vẻ ngoài, bề ngoài. Cái người mà không nhận thức tình cha con ấy, thì họ xây dựng một vụ họ ấy, là trên cơ sở toàn là bề ngoài hết. Nên vì thế cái người nào mà không làm như vậy đấy, là bắt đầu họ kiện cáo luôn rồi. Bởi vì họ không xây trên tình yêu thương mà. Cái người anh này là rất là kiêu ngạo. Và anh ta sống trong thế giới của anh ta, thế giới riêng của ông ấy. Thì ông nghĩ là ông đúng. Ông nghĩ ông làm thế mới đúng, phải mục vụ của ông ấy, phải làm ra ngoài đồng, phải kinh ngăn, phải cầu nguyện, phải ngợi khen, phải thờ phượng, phải ABC, ABC, ABC. Như thế phải đúng, như thế mới đúng. Thế anh, ông ấy bắt Đức Chúa Trời phải hiểu theo ý của ông ấy, phải như thế cơ. Ông kêu ngoại như vậy. Vì thế mà khi người cha ấy, vui mừng về người em, cái điều đó nó quá sức vô tích của ông ấy. Thế là người em nó phá nhà của ông ta, thế là bắt đầu kiện kiện luôn người em. Về chuyện đứa con của cha đây nói thế nọ thế kia, không nói là em của mình mà nói là con của cha, tức là bản thân cái người mà cũng là con đấy, nhưng mà chỉ là tư cách của làm thuê đấy, không phải là con trưởng thành đấy, con đỏ, con trưởng thành kẻ làm thuê hay con đỏ thôi thì sao, thì nó không nhận ra cái người kia cũng là con, là anh em của mình. Thế là người cha phải ra ngoài, người cha hạ mình xuống để gọi người anh vào và dạy cho người anh em, người anh một cái bài học về quan hệ tương ngũ, về thái độ. Amen. Tức là quan hệ cha con, quan hệ yêu thương, nó gần gũi sống động, nó quan trọng hơn là cái sự cầu nguyện, nó quan trọng hơn là sự mục vụ nào đó, quan trọng hơn cái sự học kinh thánh, học lời Chúa ABC ở đó trong giáo hội vẫn đang làm. Chúng ta xem Phi-e-rơ chẳng hạn này, khi mà chối Chúa đấy, đó thì Chúa Giê-su hỏi đấy là Phi-e-rơ, ngươi có yêu ta chăng? Nên là sau đó khi nó yêu yêu rồi đấy, thì bắt đầu Chúa mới bắt đầu mới phó cho cái nhiệm vụ là đi chăn chiên của Ngài, có thấy không? Hãy chăn chiên của ta. Điều răn của Chúa đó là yêu Đức Chúa Trời chứ không phải là phục vụ ngay trước đâu, phải yêu trước đã thì mới phục vụ. Chứ phục vụ mà không yêu đấy thì đừng thì chỉ có phí công, chỉ là người giả hình thôi, như là phường Pharisee theo cái luật ngày xưa đấy. Xong bị Chúa quả mắng nặng nề luôn đấy. Nên là chúng ta phải yêu, sau đó là cái sự phục vụ của mình nó trên cơ sở là tình yêu. Thí dụ chúng ta thấy những người mà họ thí dụ như là nấu ăn chẳng, họ mà yêu ai đấy, họ nấu ăn họ coi như là để hết tâm trí họ về món ăn, đúng không? Hay cái sản phẩm nào họ đang làm, họ dồn vào tâm trí vào cái chuyện đấy để làm. Đó. Họ làm họ quên ngày, quên tháng, quên ngày, quên đêm, quên ăn, quên ngủ luôn đấy. Thì họ yêu cái người kia, họ đang muốn phụ người đấy. Đấy thì cái sản phẩm rất tốt. Và nếu mà ăn với cái món ăn của cái người mà họ dồn tâm trí vào thì cảm thấy rất ngon. Vì người ta như để cả hồn của người ta vào trong đó. Chứ còn cái người mà chỉ đi làm thuê đấy, rất họ làm công, làm rất là hời hợt, làm cho xong. Làm theo, đấy, 1, 2, 3, 4, đấy, thế là xong. Đấy mà đi làm đi. Thế tại sao đấy, những cái món ăn mà theo cái dạng món ăn sẵn đấy chứ ạ. Tại sao nó không ngon bằng cái món ăn của nhà đầu bếp đấy. Anh chị em ạ, không chỉ là kể cả là nhà đầu, kể cả là món ăn sẵn có thể tươi cho nữa nhá, nhưng vẫn không có sự ngon trong đó, bởi vì nó làm theo nguyên tắc mà anh chị em ạ, nó làm theo máy này, nó dập theo máy thôi, nó không có cái hồn ở trong đó. Thế còn cái đầu bếp đấy mà họ nấu ra tươi ấy, thì họ làm đấy cái quán ăn, tất cả quán ăn mà gọi là ngon nổi tiếng nhé, thì tất cả các đầu bếp ấy họ đều là gọi là đều yêu món ăn cả, anh chị em ạ, đều phục vụ, họ đều yêu khách hàng đấy, họ phục vụ trong tinh thần đấy, thì ra họ như họ để hồn họ trong món ăn đó,
thì ra cái sản phẩm của họ đấy, cái dịch vụ của họ rất là tốt. Nên chúng ta hiểu rằng chúng ta phải yêu trước đã thì phục vụ. Amen. Mình chị em nhé. Nếu phục vụ mà không yêu đấy thì hãy dừng lại để mà chỉnh đốn cái thái độ của mình, phải yêu trước đã. Và sau đó mình phục vụ tiếp. Ok, chị em nhé. Nhớ điều đấy. Nên ngày nay người ta cứ đòi là phục vụ đi, phục vụ Chúa, phục vụ Chúa. Nhưng mà không yêu, yêu Chúa thì phục vụ cái gì? Phục vụ một hồi là thôi là bị cháy luôn. Phục vụ một hồi là coi như là tàn luôn. Như là đuốc đấy, đuốc cháy lên thì nó cháy lên, nó rụi luôn. Nó chạy hết sức luôn, nó tàn lụi luôn. Vì thế trong mọi quan hệ là chúng ta phải xây dựng trên quan hệ yêu thương. Vì tình yêu thương là sự lớn hơn tất cả mọi sự mà. Tình yêu thương không hư mất bao giờ cả, chúng ta hiểu điều đó rồi. Nếu chưa là tình yêu thương, người ta xây dựng tình yêu thương, xây dựng quan hệ tương hỗ, đặc biệt là cha con ở đây. Thì quan hệ trong tân ước chúng ta biết là quan hệ cha con là chủ đạo. Quan hệ trong tân ước mà tổng thể này, tân ước cũng là để cho chúng ta nhìn rõ cho tổng thể là quan hệ cha con là chủ đạo, để chúng ta là tương giao với Ngài như con với cha. Và chúng ta học cái cách đấy để chúng ta sản sinh ra cái con thuộc linh của mình này, cũng quan hệ cha con chứ không phải quan hệ chủ tớ đâu, không quan hệ của cái người quản lý với cả cái kẻ bị cai tù, bị tù đâu. Ờ, như đoạn kinh thánh nào đấy mà mục sư Đức Giang ông để đến Giang đoạn 10 câu 36 câu 39 ấy, là cha biệt tiện ra ta, cha biệt ta lên thánh ấy. Anh chị em cũng mở ra mà đọc mà xem nhé, thì nói ngắn gọn đây rồi, tắt đây rồi. Thì Đức Chúa Cha đã biệt Chúa Giêsu ra làm thánh trong tình cha con. Nhưng khi mà Chúa Giêsu ngày giảng dạy cho mọi người ở đây đấy, ngày nói rằng tại sao các người không tin ta, cha đã biệt riêng ta rồi. Ôi, tôi sẽ copy lại cái này cho anh chị em nhé. Alo. Ờ, dạ. Chúng ta xem lại. Thế là sau đó cái bài tiếp theo mà một sư giúp dạy ông nói tiếp, tình cha như vòng thứ hai quan hệ với cha thiên thượng đây, protocol cái biên bản trong thân thể của Chúa, tức là biên bản là luật đấy, như đạo giáo luật đấy, của Chúa, của Chúa này, của giáo hội đâu, rồi Chúa làm cái gì về đúng luật của Ngài hết anh chị ạ. Thứ nhất của Giang 4:20 có nói về cái gì, chắc là về ba tội luật thực linh à, các bạn anh chị em nhất của Giang 4:20 nói cái gì. Thứ nhất là sao? 4:20 hả? Ừ. Vì có ai nói rằng ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình thì là kẻ nói dối. Đúng rồi. Vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Như vậy là Đức Chúa Trời ngài đã để cha thuộc thể chưa đã? Yêu cũng vậy đấy. Yêu là tổng thể, yêu là tóm gọn mọi sự mà. Thế là yêu, vâng phục, tin kính đấy, ngài đấy để làm cái gì đấy, trung thành thì Chúa đã để là phải trên một cái người nào đó anh chị em ạ. Amen, anh chị em hiểu ý chứ? Yeah. Tức là cái sự thể hiện của mình đấy, mình phải được trải nghiệm qua một cái người nào đấy, Chúa đã để trên mình. Nếu mà quan hệ của mình với cha cha thiên thượng đấy mà tốt đấy thì mình cũng phải xây dựng làm gương ở trong chuyện quan hệ của mình với cha thuộc linh dưới đất thì mới là vâng phục được. Thì gọi là yêu Đức Chúa Trời chẳng nhìn thấy mà. Cũng vậy thôi, vâng phục Đức chẳng nhìn thấy. Làm sao có thể vâng phục Đức Chúa Trời chẳng nhìn thấy mà lại không vâng phục những người mà nhìn thấy được thì nó nói dối. Nhưng vì thế mà trong tình cha con ấy, Đức Chúa Trời này để những người cha thuộc linh ấy là cái nền tảng rất chắc. Tại vì chúng ta biết con thuộc linh nó xuất phát từ cha thuộc linh mà ra mà. Để không có cha thì làm sao có con được.
Thành ra là khi chúng ta yêu yêu Chúa thì phải yêu anh em mình, hay vâng phục Chúa thì vâng phục cả anh em mình, ta vâng phục cả cái người lãnh đạo thuộc linh trên mình đó. Đó là vâng yêu Chúa. Rồi ở trong Roma đoạn 13 câu 1 đấy cũng nói về thần quyền dọc nữa, là tất cả mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình, cũng nói nhấn mạnh lại về cái chuyện thần quyền dọc đấy, chúng ta phải ra sao trong thần quyền dọc. Còn ở cái thời cám dỗ, cái xu hướng hiện đại đây, internet này, ai cũng có thể là không cần phải đi đến, không cần phải đi gọi là nói chuyện với mục sư, với cha thuộc linh nào đấy, hay với ai đó, với thần quyền dọc đấy, cũng có thể nhận được bài học, đúng không? Ta cũng nhìn thấy mà, cũng nhận được bài học qua internet, qua YouTube rất nhiều, nên nó có cái cám dỗ là người ta sẽ không phục vụ thần quyền, và đa số người ta sẽ không có tình cha con, ta không xây dựng cha con. Và khi họ không phục thẩm quyền ấy, thì họ tự chuốc họ vào bản thân họ thôi. Nhưng khi nói về Roma đoạn 13 đấy, có nói về cả người cầm gươm nữa, gươm cả gươm thuộc thể, gươm thuộc linh, anh chị em ạ. Tất cả quan quyền chúng ta đẩy trên mình đấy, những cái bậc thẩm quyền dọc mà chúng ta đẩy trên mình đấy, họ cũng có gươm, gươm thánh linh của Chúa đấy, anh chị em ạ. Yeah. Đúng không? Không phải là gươm gươm xác thịt đâu, mà gươm thánh linh nữa, gươm thuộc linh nữa. Thì lời Chúa như là gươm hai lưỡi mà, thấu chia cắt hồn linh cốt tủy mà. Thành ra cái gươm đấy, một cái người mà lãnh đạo thuộc linh của mình đấy, nhiều lúc mà họ giảng dạy thì làm cho mình đau, nhưng mà mình phải vâng phục đấy, anh chị em, đúng không? Họ tỉa sửa mình, họ cắt tỉa mình mà. Từ trong Thi Thiên đoạn 66 câu 10 trở đi đấy, có nói nữa là Chúa đã để trật tự để thử thách làm con nữa. Thưa Chúa đưa, Chúa để cho người ta treo đầu cái cổ lên mình. Thì treo đầu cái cổ trên mình là không nghĩa, chỉ nghĩa là người ta phỉ báng mình thôi đâu, mà có kể nó nói cả về cái chuyện mà cái thẩm quyền dọc ấy, Chúa đã để mình ấy, Chúa đã để cái người là nó treo đầu cổ mình, mà thẩm quyền dọc ấy, anh chị em. Amen, nó còn nghĩa đi nữa. Để cho anh chị em. Dạ. Yeah. Và đưa người đấy qua nước qua lửa đúng không? Để người đấy sao được thử thách. Sau đó Chúa mới cuối cùng Chúa đưa mình ra nơi rộng rãi, trong Thi Thiên đoạn 66 đấy. Vì thế mà chúng ta phải để ý đấy, cái sự vâng phục của mình với cả thẩm quyền dọc nữa. Khi chúng ta mà ăn năn chẳng hạn nhé, thì ăn năn chúng ta phục hồi là phục hồi sao? Phục hồi là ăn năn bản thân như đứa con hoang đàng đấy, đứa người em đấy, người em đầu tiên nó ăn năn ai trước? Ăn năn với Đức Chúa Trời trước, đúng không? Thì khi mà chưa ăn năn với cha nhé, nhưng ăn năn với Chúa đó, khi nó tự nhủ, nó nói cho lòng mình điều đấy, nó nói ăn năn với Chúa đấy, anh chị em ạ. Nên vì thế cái câu nói của người em ấy là con đã phạm tội với trời và với cha, chẳng xứng đáng gọi là con của cha nữa đấy, thấy không? Yeah. Đó, ăn năn với trời chứ đã. Nên vì thế mà trong sự phục hồi, ngoài cái chuyện đầu tiên mình ăn năn với trời, với Chúa Trời chứ đã, sau đó mình phải ăn năn với cả cái người là thập quyền dọc trên mình nữa. Yeah. Bên ngoài đó cũng như là hai đôi chân ấy, chúng ta biết đấy, một đôi chân, một cái chân là chúng ta đến thẳng với Chúa Trời, nhưng một cái chân nữa đi qua thẩm quyền dọc, đúng không? Như khi nói rằng người này con, người này người này con, người này người con, người này, xong cuối cùng người này là con của Adam, Adam là con Chúa Trời đó. Vâng phục qua sự thẩm quyền đấy để biết rằng đấy là chúng ta có trật tự đấy, đi theo trật tự đấy đến. Và trong Chúa Giêsu ấy thì chúng ta cũng đi tắt được, nhưng đi tắt không có nghĩa là chúng ta sẽ bỏ hết các thẩm quyền dọc, anh chị em. Amen. Đi trong sự cân bằng để Chúa đang thử cả trong cả ngoài mà. Dạ. Yeah. Để cho cái điều, cái câu nói rằng là không thể yêu anh em, không thể nói rằng yêu Chúa Trời nhìn thấy, à không nhìn thấy mà lại không yêu anh em mình thấy được, đấy là kẻ nói dối. Vì thế mà phải đầy đủ cả hai phần này, cả trong cả ngoài. Rồi chúng ta xem nữa là câu chuyện người giàu và Lazarus nữa. Người giàu khi chết trong địa ngục đấy, và người nghèo thì ở trong lòng của Abraham, và giữa hai người có khoảng cách rất lớn không ai qua được. Người giàu thì ở chỗ đau đớn đấy, người khát nước, xin Lazarus là cho thấm nước, cho thấy khổ quá đấy,
mới nhờ là thôi bây giờ nhờ ai lên trên đấy để nói cho mọi người rằng là ở thế này khổ lắm, đừng có sống như tôi ngày xưa ấy. Nhưng mà được nói làm sao, nói là các bạn nói là phải sống như, ở đây chịu khổ đúng rồi, bởi vì ở trên lúc trên trần gian ấy thì người sống theo cách riêng của mình, người chỉ lo riêng của người thôi, người sống theo cách riêng không có thẩm quyền nào hết. Nên vì thế mà ngay dưới đất này, ngay cả dưới địa ngục rồi đấy, mà người cứ bảo là ôi Chúa để cho sống lại đi, sau đó là lên mà nói với người ta kể đây khổ lắm, tức là ông ta vẫn không nhận ra ấy, cái bài học đó là phải vâng phục thẩm quyền. Vì lúc đó có nói là ở trên đây trên đấy có các Môsê, các tiên tri rồi mà, đúng không, có sự ban ơn đấy. Dạ. Tức là ở dưới địa ngục ấy, ông ta cũng không biết, rồi ông ta sống quen với lối nghĩ ở trên thế gian rồi, là ông sống theo ô tôi tự làm, tôi tự trả lời, cái gì tôi tự lập hết, tôi tự mình xây dựng hết, tôi tự làm chủ bản thân tôi sống theo ý riêng của tôi và không vô phụ thẩm quyền dọc, không biết sự ban ơn của Đức Chúa Trời là các Môsê, của Đức Tiên Tri. Nhưng từ khi ông ấy đề nghị ở dưới địa ngục ấy thì bị nói ngay không được, trên trên kia đã có các tiên tri rồi, nên nên mà ở trên đấy các người nhà người mà có không vô phục các bốn tiên tri thì cũng bằng không hết, thì có sống lại cũng chẳng chết, sống lại cũng chẳng tin. Đó là phép lạ, cái phép lạ nó chẳng là cái thá gì cả, có thấy không, mà cái chất tự của Đức Chúa Trời còn quan trọng hơn, đúng không? Nên đấy cũng cái câu nói để nói đừng có trông cậy phép lạ, tại cái sống lại nó không tin đâu mà. Nên là quan trọng hơn, là cái điều quan trọng hơn đó là cái việc lời Chúa Trời, cái chất tự thẩm quyền trong lời Chúa, cái tình trạng còn đây. Rồi bây giờ chúng ta xem cái câu trả lời của sư ở đâu. Hỏi đây, xu hướng nào hiện nay không cho phép người tin Chúa tăng trưởng toàn tâm linh toàn vẹn và sắm đặt đúng thái độ với sự ban cho thiêng liêng? À, xu hướng này chúng ta xem internet đúng không? Xu hướng mà người ta tự rồi ta tự lập đấy, người ta không phục thẩm quyền đấy, thấy chưa anh chị em? Được không? Câu 9 đấy, đây là quay trở lại câu 7 này. Câu 7 là tại sao Thiên Chúa đặt đời thân để Chúa những người cha thuộc linh để mà dạy con thuộc linh thôi? Vì tất cả sự thẩm quyền của Chúa mà trong thân thể của Ngài có cha thuộc linh, vì thân thể Chúa nó có trật tự, có đầu có cuối. Thân thể của Ngài ấy phải vâng phục cái trật tự mà của Ngài có, là Đức Chúa Trời, về thân thể của Chúa nó phải phản chiếu được Đức Chúa Trời, mà Đức Chúa Trời cái khối nhất thể của Ngài ấy là cha con thánh linh ấy, nên thành ra ấy, trong thân thể của Chúa phải có cha và có con. Amen anh chị em, vì nó phản chiếu được bản tính của Chúa mà, thì nó phải có cái cấu trúc cha con ở trong trong đó. Nếu Đức Chúa Trời đã có khái niệm Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con rồi, thì trong thân thể của Chúa cũng phải có khái niệm về cha con thuộc linh. Amen. Được chưa anh chị em? Nguyên tắc của Chúa thôi. Và tất nhiên để Chúa đã để thân thể Chúa cha con tịnh để mà gây dựng thân thể để được lớn mạnh, để ai cũng là được trong nhìn nhận Đức Chúa, để mà Đấng Christ cho thành hình bộc dạng trong họ mà, cho người đời, người cha thuộc linh để dẫn dắt những con thuộc linh. Nhưng cha thuộc linh ấy cũng đã sinh sản ra người con thuộc linh, sau đó dẫn dắt họ và làm cho cái thân thể nó được đầy, nó được trọn đầy ra mà. Chúng ta hình dung ấy, thân thể nó mọc ra, nó mọc chân, mọc tay, mọc răng, mọc lợi, đúng không? Đầy đủ đấy. Tức không chỉ có một người cha, một người con là đủ thôi đâu, mà phải sinh ra thêm nữa. Thì cái người con thuộc linh ấy cũng phải học làm cha, nó cũng phải đẻ ra con, cũng phải chăm sóc con thế nào đấy, để mọc ra. Đấy, mọc ra tương tự như cái thân thể Chúa, nó phải được mọc ra nhiều các chi thể khác mà. Amen. Mình cho hiểu ý chứ. Yeah. Vì thế mới phải cần những người cha thuộc linh trong đó để mà sản sinh ra và làm cho đầy thân thể Chúa nó đầy dẫy. Thì đấy là cách thức của tôi giải nghĩa như thế. Còn bài học cùng sư rút ra thế nào thì về nghe xem thì tôi ghi chép cái gì. Thì ai là cha thuộc linh này? Vậy chúng ta nói là ai là con thuộc linh rồi đúng không? Vậy ai là cha thuộc linh? Rồi. Có cái điều còn cao hơn, thiêng liêng hơn cả cái chuyện mà sứ đồ tiên tri giả thuyết hình giáo sư mục sư anh chị ạ. Đó là cha đấy anh chị ạ. Cái khái niệm cha đấy. Vì tất cả cái khái niệm mà gì ạ, sứ đồ tiên tri giả thuyết hình giáo sư mục sư đấy cũng phải được xây dựng trên tình cha con hết anh chị ạ. Nhớ điều đấy nhá.
sự mà còn có thể là cái sự ban ơn ấy còn cao hơn sự ban ơn là sứ đồ tiên tri đấy, đó là cao hơn cái ơn khác đấy, đó là ơn của người cha, anh chị em ạ, ơn là người cha là cội nguồn mà, anh chị em ạ. Và trong Kinh Thánh, cái sách thư thứ nhất của Giăng có nói về ba độ tuổi thuộc linh đấy, thì có nói về người cha, tôi viết cho các ông là các đấng phụ lão là những đấng biết Chúa từ lúc ban đầu, đúng không? Tôi biết đường tận để cha tôi là người nào, cha thuộc linh đấy. Ngày nay chúng ta đừng tưởng cha thuộc linh là cái người nào cứ gọi là dạy người nào đến với Chúa, dẫn người đến với Chúa gọi là cha thuộc linh người kia đâu. Trong tương lai thì có thể như vậy, anh chị em ạ. Nhưng cái thời điểm đấy chưa phải là cha thuộc linh đâu, họ phải là cha đã thì mới gọi là thuộc linh được, được không anh chị em? Người cha đấy là người biết Chúa từ lúc ban đầu, tôi biết cái huyền nhiệm, biết cái sâu nhiệm, biết cái nguồn gốc đấy, anh chị em ạ. Biết sự mà dẫn đến ra sao đấy, biết là cái người đặt nền tảng truyền gen di truyền lại cho cái thế hệ mai sau đấy, biết đầu biết cuối luôn, anh chị em ạ. Những cái người mà biết một cách thực tiễn, biết không phải biết lý thuyết đâu mà biết áp dụng vào đời sống của mình đấy, chứ không phải như nhà thần học đâu. Tại nhà thần học họ cũng biết nhiều thông tin lắm, thông thái lắm. Mà thần học ngày nay thần học Babylon nữa, thì kể cả họ có biết thần học nước trời, có thể biết lý thuyết thần học nước trời thôi, nhưng họ không có practice đấy, không có thực tiễn đấy, thì họ cũng không phải là cha thuộc linh được, anh chị em. Nên là chúng ta đừng có tưởng người cha thuộc linh đó là cái ông mục sư đó mà số kỳ phép lạ rất giỏi, ông mới như là giảng dạy lập được ban hội thánh, ở thế ông là cha thuộc linh của ban hội thánh kia, không phải, đừng tưởng như vậy. Cha thuộc linh đấy là phải làm cha đã, còn đâu chúng ta vẫn thấy vẫn đẻ ra một đống vẫn không xứng đáng làm cha mà. Thí dụ như đứa trẻ con ấy, nó đến tuổi trưởng thành thì nó vẫn đẻ ra, nó sinh hoạt nó vẫn đẻ ra một đống con cái, đúng không anh chị em? Dạ. Những thời phong kiến ngày xưa đấy, hay là ở Ấn Độ chẳng hạn đấy, họ có lệnh tảo hôn đấy về với những đứa trẻ mà chưa bị thành niên đấy, 13, 14 tuổi thì vẫn đẻ con rồi, vẫn mang bầu được, rồi vẫn đẻ con, thì vẫn đẻ ra một lũ, nhưng mà toàn trẻ con cả, thì cũng vậy thôi, các hội thánh đẻ ra một lũ, đẻ ra một đống hội thánh, nhưng mà toàn trẻ con cả, bởi vì cái người đẻ vẫn là con trẻ, họ vẫn không biết Chúa từ lúc ban đầu, nên khi mà nói về biết Chúa từ ban đầu, thì độ tuổi thuộc linh đấy, người cha thuộc linh là người biết Chúa từ lúc ban đầu, thì mới xứng đáng gọi là cha. Amen. Amen. Như Abraham chẳng hạn đấy, ông ấy biết được, ông nói chuyện được với Đức Chúa Trời, và vì ông xây dựng quan hệ của ông với Đức Chúa Trời đến nỗi mà Chúa nói thì ông tin tưởng cái tuyệt đối luôn, bảo dâng con, ok dâng luôn, không có làm bằng, không làm bằng mà nó tại sao Chúa lại thế? Isaac là Chúa đã ban cho con rồi, sao Chúa lại hiến? Duy nhất. Ông không làm bằng chuyện đấy, ông không mặc cả chuyện đấy. Mặc dù mà trong cái đó ông cũng có thể mặc cảm cái chuyện mà cái thành Sodom Gomorrah, đúng không? Dạ. Yeah. Ông có hỏi chuyện chỗ đấy. Nhưng mà với chuyện Isaac ông không hề mặc cảm thì ông tin cậy hoàn toàn. Ông gây dựng sự tin cậy lẫn nhau đấy. Quan hệ cha con đấy. Ông xây dựng quan hệ như ông là con, đứa trẻ là cha đấy, để mà có quan hệ như vậy. Mặc dù lúc đấy ông vẫn chưa nhận thức được về tình cha con đâu nhé. Nhưng mà nó có khía cạnh nào đó để nói về tình cha con là sự vâng phục và sự tin tưởng ở đây. Thì thật cứ ước là người ta vẫn chưa được bày tỏ cha mà, đối chuyện là cha mà. Nên cha thuộc linh hãy nhớ lại nhé. Không phải cái ơn mà chúng ta thấy ở trong hội thánh đang có đâu. Nên chính vì vậy đấy, tại sao ở hội thánh bây giờ thiếu người cha. Họ vẫn có sứ đồ, vẫn có thể có sứ đồ, vẫn có thể có tiên tri. Nhưng lại thiếu người cha anh chị em ạ. Vì trong Kinh Thánh có nói rằng là trong anh em có thể trong IC ấy, anh chị em có thể đến hàng vạn thầy giáo nhưng không có nhiều cha, mà tôi đã dùng tin lành để sanh anh em ra trong đấng Christ. Đấy điều quan trọng đấy, khi mà sanh người đó ra đấng Christ, mà đấng Christ là sự chọn lành của Đức Chúa Trời. Cái câu nói rất tuyệt vời của sứ đồ Phaolô nhé, tôi dùng tin lành sanh anh em ra trong đấng Christ. Nếu mà chúng ta hiểu sâu sắc câu đấy nhé, đấng Christ là sự chọn lành của Chúa Giêsu, chọn lành của Đức Chúa Trời, cứ đầy đủ hết về nước trời đấy, đó là chúng ta phải sinh ra tin lành nước trời, đúng không? Vì Đức Chúa Trời phải đầy đủ hết tất cả các thứ mà phải có trong chính trị, tâm linh, kinh tế, thương mại, truyền thông, thể giáo, văn hóa, ở thông, giáo dục, an ninh, giải đủ hết tất cả mọi loại,
đủ hết tất cả các dòng giống, đủ hết tất cả các thế hệ, đủ hết cả thời gian quá khứ, tương lai, hiện tại, đủ hết vô hình và hữu hình, đủ hết. Chúa Giêsu mà sanh anh em ta trong đấng Christ, thì chúng ta phải nhìn thấy người cha thuộc linh ấy họ là như thế nào, phải có sự hiểu, phải biết Chúa như thế nào thì mới được xứng đáng gọi là người cha. Chứ không phải là cứ lâu năm sống lâu đến lão làng già rồi thì gọi là cha đâu. Không phải. Không phải có ân tứ nhiều, sức dầu nhiều, giảng nhiều phép lạ, giảng hay, thông biện tốt, đời quỷ trừ tà đủ đủ các thứ, lâu đời xong gọi là cha đâu. Không phải. Những người cha thuộc linh ấy là những người mà nhận biết được thần linh của Chúa, biết được đường lối của Chúa Trời, chứ không phải là theo sự logic loài người đâu. Họ có sự nhận biết cá nhân với Chúa Trời, sâu sắc Chúa Trời, như Môi-se đấy. Môi-se biết đường lối của Chúa, còn Y-se chỉ biết công việc của Ngài thôi. Y-se rất đông, nhưng Y-se lại không biết đường lối của Chúa Trời, vì không học làm con được mà, không biết được tình trạng. Y-se khi mà Môi-se biết đường lối đấy, biết đường lối, tức biết đường lối của người nào có nghĩa là gì? Là biết người đi kiểu gì sẽ đi kiểu này, đúng không anh chị em? Khi biết các bước đấy, biết các bước của người khác. Yeah. Đối thủ tự nhiên chơi cờ chẳng này, khi chúng ta biết là tôi biết đường lối của ông ta rồi, tôi biết các bước đi của ông ta rồi, tức là hiểu được cái cách thức, cái suy nghĩ của anh ta rồi, biết đường lối. Nhưng khi nói câu nói là Môi-se biết đường lối của Đức Chúa Trời đấy, Môi-se biết đường lối, tức là cái hiểu thấu được cái quan hệ mật thiết đây, cái Môi-se như là người cha thuộc linh đấy. Và vì thế tại sao dân Do Thái thời đấy, ngày Giêsu thời đấy, họ coi Môi-se như cha của mình đấy. Môi-se cái nhân vật như là họ coi gần như là Đức Chúa Trời luôn đấy, như cha luôn, vì sự nhận biết của ông với Đức Chúa Trời mà ông biết được rất nhiều điều bí mật nào đó, nhiều cái sự sâu nhiệm nào đó. Ông là và người cha thuộc linh đấy thì sao khác với cả những người không biết trưởng thành. Người trưởng thành thì cứ đòi hỏi, cứ gọi là làm bầm đủ các thứ, phản ứng khoái khóa nào đấy. Còn người cha thuộc linh họ nhận biết sự sâu nhiệm mà. Thì ra họ rất tiết độ trong mọi sự đấy. Họ không có gọi là, họ biết cái thời điểm, họ biết cái thời gian, biết thời kỳ. Chứ không bị dục, ra dục, ô tại sao bước tương lai tuổi thì không làm điều đó, không làm điều kia đi. Mà không, cái người cha thuộc linh vì quan hệ với Chúa mà nên biết thời điểm của mình, biết thời kỳ của mình, biết đường lối của Chúa, biết lúc này là không phải lúc hành động, biết lúc này là lúc đang phải tích lũy, hành động kiểu khác, chứ hành động của thế gian, của Babylon. Thì người cha thuộc linh ấy là người mà canh giữ, người thức canh ấy, chiến sĩ đấy, để canh giữ nền tảng, nguồn gốc, để con cái đi đúng đường, anh chị em không bị lừa dối, để xây dựng ra con người mới có tính cách, động cơ đúng đắn, lòng tấm lòng đúng đắn, trái tim đúng đắn, trưởng thành mà sau đó nhận cơ nghiệp. Thì người cha thuộc linh như vậy. Từ khi thấy những giáo lý bậy bạ sai trái đấy, phải chặt ngay, chứng minh được ngay, anh chị em ạ, phải chỉnh đốn lại cho con cái của Chúa, cho con cái của mình ấy, đi đúng đường, biết chỗ lừa dối đâu đó, và xây dựng ra cho con của mình ấy. Như anh chị em mà nuôi con ấy, thấy cái kẻ nào nó lao vào con mình nó chặn hết. Con chó, con mèo đó, con muỗi, con rùa đấy, nó ra của con của mình đập chết hết nó, cản trở luôn. Thấy đứa con mình nó đang đi ra ao, nó chuẩn bị ngã xuống ao đó thì bị chặn ngay. Yeah. Thấy mẹ mình đến vào lại đây cho chút ba chút để mà đi bán ra hàng Trung Quốc mổ nội tạng trẻ con chẳng hạn ấy, thì chặn ngay, tóm cổ ngay, không cho bị lừa dối. Cho tìm cách để mà xây dựng cho cái đứa con ấy là yêu chính mình, tự yêu bản, yêu cha mẹ đấy, có tính cách, sau đó trưởng thành nữa, sau đó khi trưởng thành rồi thì bắt đầu chia, gọi là phân phát gia tài, gia sản cho con của mình thôi. Thì những đoạn kinh thánh anh chị em ghi nhớ lại nhá, là răng thứ nhất của răng này, đoạn 2 câu 13 này, thì như nói về độ tuổi, ba độ tuổi rồi, nói về độ tuổi của cha chú đấy, và sáng thế ký đoạn 12 câu 1 đến câu 3 đấy, có nói về ông Abraham đấy. À, ông được đi là sẽ là cha nhiều dân tộc đấy. Từ cha thuộc linh là người mà trải nghiệm riêng tư với Chúa, được Chúa biến đổi giống như Chúa, nó được trưởng thành và họ tự lập cùng với Đức Chúa Trời đấy. Và ông họ người cha thuộc linh họ được Chúa dẫn dắt
dạy dỗ để đưa người đất hứa nhận cơ nghiệp của mình qua thế hệ, chứ không chỉ đơn giản là hội thánh đâu. Ngày nay nhiều người họ cứ tưởng là tôi cứ là hội thánh lập nhiều trung tâm cai nghiện thế là tôi trở thành cha thuộc linh, cũng phải mà họ phải có những sự dạy dỗ nào đó mà trải qua nhiều thế hệ cơ. Như ông Abraham đấy, Abraham được hứa là người sẽ là cha nhiều dân tộc mà, rồi các chi phái dân chi tộc trong thế gian sẽ nhờ người mà được phước mà. Nên là cha thuộc linh là cái người mà lập ra các nền tảng dạy dỗ nào đó, giáo lý dạy dỗ nào đó mà nó trải qua các thế hệ, qua các đời. Và ngày nay chúng ta hội thánh chúng ta sẽ trời thương là chúng ta có nền tảng để dạy dỗ liên tục này qua cả đến đâu, không như ở đời trên đất này đâu mà đời mọi ngàn năm và vương quốc đời đời. Amen anh chị em nhé. Nên chúng ta tạ ơn Chúa là chúng ta có cha thuộc linh đấy. Bản thân tôi là có cha thuộc linh là sứ đồ Sunday này đó, và tôi phát triển với những cái cá nhân riêng tư của quý Chúa đấy, xong tôi cũng thành cha thuộc linh của nhiều người khác này, thì mình sau cũng ra những cái học thuyết nào đấy mà Chúa ban cho đấy, mà để mà xây dựng được đời sống ở trong vương quốc ngàn năm và có đời đời nữa, chứ mà chỉ có đơn giản thế này thôi đâu. Từ mức độ cha thuộc linh ấy, nó cũng các mức độ, cũng có người cha mức độ khác nhau mà. Có người cha họ chỉ mức độ họ chỉ đến ở đời này thôi, các thế hệ ở đời này trên đất thôi. Nhưng có chúng ta ấy, thì ở đời không những đời trên đất mà chúng ta còn nối đến cả vương quốc ngàn năm và có đời đời nữa. Amen. Thấy không? Nhờ những người họ nhận lời Chúa Trời đấy và họ nhận được sự dạy dỗ của Chúa đấy, là cho các thế hệ của loài người, cho các dân các nước, chứ không phải đơn giản là cho cái hội thánh địa phương nào đó đâu. Vì thế mà những sự khải tượng sứ mạng đấy của những người cha thuộc linh ấy, họ mang tính chất toàn cầu anh chị em ạ, mang tính chất global đấy, mang tính chất tổng thể đấy, mang tính chất châu lục đấy anh chị em ạ, chứ không chỉ gói gọn ở trong mấy hội thánh lặt vặt đâu. Amen. Và tất nhiên cái người cha thuộc linh này họ phải làm trải qua sự đàn con đã, bất kể mọi người đã phải trải qua sự đàn con. Chính Chúa Giêsu còn chứng tỏ chúng ta trong chuyện đấy phải học làm con mà. Amen. Amen. Đấy. Và những người cha thuộc linh ấy, thì họ có những cái cơ nghiệp rất vĩ đại, họ những có những cái xu hướng tương lai họ rất là lớn, rất vĩ đại. Họ cha thuộc linh ấy, họ mang trong mình những hạt giống khác loại khác nhau để sinh sản ra những thế hệ khác nhau, những loại người khác nhau. Thì thí dụ như là anh chị em để ý thế, nếu anh chị em là nhà nông chẳng hạn đấy, thì chúng ta không chỉ trồng mỗi lúa thôi, hay trồng mỗi cây táo, cây lê là hết. Ngay cả cái farm anh chị em đấy, đâu chỉ trồng có một vài đấy là xong đâu, mà sẽ mở rộng ra nữa. Đầu tiên không chỉ nuôi mấy con chim cút, nuôi chim nọ chim kia, nuôi lợn, nuôi gà, nuôi heo, nuôi ABC đủ các thứ, dần dần mở rộng ra. Thì người cha thuộc linh ấy, họ có cái họ khác nhau với người bình thường ấy, khác nhau mục sư các sứ đồ ấy, người cha thuộc linh họ khác nhau cái mức độ cái khải tượng sứ mạng của họ, anh em, mức độ sự kêu gọi của họ. Amen. Cái level của họ, level của họ là tổng thể toàn cầu, level của họ là trải có thế hệ, trải có đời đời, trải các kỳ. Họ không phải là họ nói không phải là nói mồm đâu anh chị em nhé, mà kế hoạch đầy đủ mà sao mà có thể nối được đến nhiều năm ấy, nhiều thế hệ đấy, chứng minh được rõ ràng đấy. Amen anh chị em ạ, chứ không phải chỉ nói ai cũng nói được mà. Ai nói là thế hệ tôi còn đời đời, thế hệ tôi sẽ sống đời đời, con cái tôi sẽ đông dưới biển, dưới các cái biển sao trên đời sống đời đời. Ok bây giờ chỉ ra đi, chứng minh đi bằng cái nào, lòng anh có, ok anh chứng minh là anh nhiều các dân các nước, ok các dân anh dân nào, dân Việt Nam, dân Trung Quốc, thế dân Việt Nam Trung Quốc là trong đó có dân gì ở trong đấy, có trí thức, có chính trị, có kinh tế không? Không có, gì này không làm chính trị. Thế đứt tôi, thế đứt phim, anh biến thì anh không phải cha thuộc linh rồi. Người chính trị nó thống soát được tất cả các dân mà. Thế mà anh lại chối chính trị, thôi anh không bao giờ làm cha thuộc linh được. Anh chỉ là mục sư vớ vẩn là thế thôi. Hội trưởng vớ vẩn ở đây. Cái giáo hội ông có thể về vài chục triệu người, nhưng vẫn chỉ là con trẻ. Và một hội toàn là trẻ mồ côi, toàn là trẻ gọi là sơ sinh. Vắt mũi chưa sạch. Rồi sang Thế Ký đoạn 17 câu 1 câu 8 nữa, anh chị em cũng đọc sang mặt Kinh Thánh thôi nhé. Những người cha thuộc linh ấy, họ là người của giáo ước đó anh chị em ạ. Giáo ước với Đức Chúa Trời đấy. Đấy, những người cha thuộc linh họ đặc biệt đấy là họ đều có giáo ước với Chúa. Nên bản thân tôi khi tôi học làm cha thuộc linh ấy, tôi cũng phải có giáo ước với Chúa ấy. Tôi nói anh chị em giáo ước. Con khi con phải mất hết tất cả những con giáo ước với Chúa, con phải được cái này. Con mất hết tất cả mọi thứ trong thời gian, thế nên con phải không có, nhưng con phải có cái này.
Tự nhiên sư đồ vào sư đồ sáng đây ông có giáo ước quy chúa chứ, anh chị em còn nhớ không, đọc cái sách Orondoa đấy, ông phải hay sách phục hưng đấy, ông phải sao ông ấy thấy là để làm mục sư ông mà không, ông ấy có giáo ước quy chúa là chúa ấy, còn sẵn sàng trả mọi giá, nhưng mà chúa còn không muốn trở thành cái mục sư tầm thường, mà chúa phải cho con trở thành một nhà truyền giáo lỗi lạc, mục sư lỗi lạc, đúng không anh chị em còn nhớ không? Dạ. Thì và có giao ước với Chúa, đấy, giao ước hẳn hoi như thế đấy, thì cũng vậy thôi, chúng ta cái người cha tụi mình ấy, phải có giao ước với Đức Chúa Trời. Lúc đầu ấy mình có thể chưa được học, chưa được nhận ra, nhưng mình tự tự trong lòng mình có cái sự ở đấy, mặc dù cái giao ước đến mới đầu chúng ta chưa, cái hợp đồng có thể chưa hoàn thiện hết. Nhưng tôi ngày xưa chẳng hạn, khi tôi bắt đầu biết Chúa thì tôi bắt đầu Chúa biết ngày yêu thương con như vậy rồi, trải nghiệm tình yêu của Ngài rồi, rồi bây giờ con đánh đổi hết tất cả mọi thứ, con có thể không có vợ, không có con, không có nhà cửa, không có địa vị xã hội, nghèo rất vùng tơi, thuộc dạng bị ném ra ngoài đường ấy, nhưng con có tình yêu của Đức Chúa Trời, tình yêu của Ngài hơn hết tất cả tình yêu Chúa đời đời, con phải sứ đạt tình yêu Chúa, con phải mang cho mình tình yêu của Ngài, đánh đổi hết tất cả để lấy được tình yêu của Ngài, chứ Ngài là tình yêu thương mà, nhưng mà lộ ra cụ thể là tình yêu thương, từ ai cũng nói là có Ngài cho mình, ai cũng nói cả, nhưng còn cụ thể hơn đấy là tình yêu thương của Ngài. Thì mình có giao ước với Chúa, rồi những giao ước đấy Chúa bày tỏ cho mình về những sứ mạng của dân tộc, của hội thánh, của bản thân nữa, thì nhờ giao ước đấy nó mới lộ ra trong đấy, xong đó nó mới kế hoạch ra 5 năm, 8 năm, 10 năm, thì em có nghe thấy không? Rồi từ hội thánh đấy, thời thương đấy, gọi là Bethesda đấy, nó ra cái hình nọ hình kia, thì Chúa mới bày tỏ ra tiếp cho mình có giao ước với Ngài mà. Và thì anh chị em nhìn thấy cái mức độ khải tượng của chúng ta có rộng không? Nó có dừng ở lại ở của Việt Nam thôi đâu, cả châu Á, người sắc châu Á, nhưng không chỉ ở đời này, không chỉ trên đất này, mà cả ngàn năm nữa, cả vũ ngàn năm, thì cả cõi đời mình làm cái gì nữa, ở đây đủ hết, thấy không? Amen, anh chị em. Amen. Hallelujah. Tức là trong Sáng Thế Ký đoạn 17, 18 đấy, có nói với giao ước với Chúa, và Chúa ban cho nhiều dân tộc, ban cho Abraham nhiều dân tộc, và ban giao ước và lời hứa thế hệ sau của họ nữa. Tại vì những người cha thuộc linh ấy, họ biết rằng là cái hội thánh họ xây hay cái mục vụ họ xây không chỉ đời họ nữa đâu, mà còn đời sau nữa, đời họ sẽ làm không hết. Như David ấy, David biết là David cũng làm không hết trong việc mà xây đền thờ, nhưng David chuẩn bị công vụ để cho đời sau xây đền thờ tiếp, làm việc tiếp công việc ông ấy, hết đời lại sang đời kia thôi. Thì công việc đấy nó lớn mức độ đấy, là một đời không làm được, một đời ông không làm được. Nên người cha thuộc linh ấy là chúng nó khác ở mức độ khải tượng sứ mạng, anh chị em nhé, nhớ điều đấy nhé. Về giáo ước, anh chị em nghe tôi sẽ up lại cái phần text này vào đấy, anh chị em đọc lại nghe lại để làm bài tập. Amen. Và đời và người cha thuộc linh ấy còn gì, là không đơn giản là sự bao phủ bảo vệ đâu. Và người cha thuộc linh không chỉ đơn giản là che phủ, bởi đất miền ai cũng phải che phủ rồi, che phủ bảo vệ con của mình nói chuyện khác, nào còn là cơ nghiệp nữa cơ, tức là mình phải nào sắm cơ nghiệp cho con cái của mình nữa. Amen, anh chị em nhớ nhé. Đó, như hội thánh chúng ta đấy là sắm cơ nghiệp cho em, sắm cơ nghiệp đấy, người cha đấy phải biết lo cho con cái mà. Như tiếng Việt có là hy sinh đời bố củng cố đời con, đúng không? Để mà sắm cơ nghiệp cho con cái của mình đấy. Đặc biệt là các dân tộc phương Đông Việt Nam của mình đấy, mình để ý đấy, mình nhìn thấy cái chuyện đấy như là cái sự chiều con quá mức, nhưng mà trong đó mình cũng nhìn thấy là cha mẹ là sao, họ đang tìm cơ nghiệp gia sản cho con của mình, đúng không ạ? Họ tìm lo là tìm lo việc là việc cho con cái mình này, chạy việc cho con cái mình này, đúng không? Để xây nhà này, tậu xe này, tậu trâu này, để cưới vợ này, gả chồng cho con cái của mình, để họ tìm cách để cho thế hệ sau đấy, đúng không? Thì con gái họ có vợ có chồng rồi thì họ lại mong giúp bọn đi đẻ cháu nữa đi, cháu có rồi lớn lên và để ông bà nuôi, nuôi cho lớn lên mà vẫn còn sống, họ tiếp tục lại cưới đi, đẻ cháu đi để có chắc, rồi tiếp tục lại có chip nữa, cứ thế thì họ lo cho các đời, mỗi đời loài giống ấy. Nhưng mà đây chúng ta nhìn cái bề ngoài đấy, nhưng chúng ta phải nhìn thấy cái bản chất bề trong. Ở đây cái điểm yếu của người Việt ở cái chỗ khác, họ làm gì, họ làm cái việc mà thì bảo vệ rồi lời giống của về thể xác thôi, mà quan trọng là thuộc linh về vô hình cơ mới quan trọng hơn. Nhưng mà khi điều đó Chúa cũng đang dạy chúng ta điều gì đó. Amen. Thì phàm trong việc làm của con cá nhân bên Ngài, mà cũng thấy trong thí dụ đấy, cũng thấy là bài học mà Chúa nói là cũng phải lo cơ nghiệp của các đời sau này của mình,
lo cho nhiều đời luôn, chỉ lo cho vài đời thôi, lo cho nhiều đời. Thì làm cách nào để cho cả một cái gọi là gọi một cái đế chế, một cái gọi là đế chế gia đình ấy. Như ngày nay chúng ta nhìn thấy có rất nhiều cái những cái vương quốc, nhiều cái đế chế của các gia đình nọ gia đình kia, đúng không ạ? Đế chế của vài ví dụ của tỷ phú Rockefeller đúng không? Rockefeller loại này, đế chế của gia đình nọ gia đình kia nào đấy, ta nghe thấy đấy, có thế là ngầm rồi đấy, họ có đế chế gia đình trị mà. Ở nhiều cuộc đời họ cũng trải qua thôi. Cái Babylon nó còn xây dựng như vậy mà, vì nó ăn cắp cái tư duy của Đức Chúa Trời, tư tưởng của Chúa thôi. Thì cha thông minh cũng phải là sản sinh ra các cơ nghiệp, sản sinh lo cho mình các cơ nghiệp cho con cái của mình sau này nữa. Và cha thuộc linh ấy cũng biết là dâng hy sinh đồng đời bố của bố đời con mà, để dâng mình cho các thế hệ sau, cho con cái. Rồi cha thuộc linh ấy là lại lo để con cháu mình chiếm thành quân địch nữa, để chiếm cơ nghiệp đấy, chứ không phải là ẩn nấp trong hội thánh để mà cầu khấn đâu, để trốn chạy đâu như ngày nay đấy. Vì là sao ngày nay chúng ta nhìn thấy các hội thánh, tại sao anh chị em biết tại sao các hội thánh mà toàn chui trong bốn bức tường để cầu nguyện không và trốn khỏi nan đề thế gian không? Vì sao? Bởi vì họ không có cha thuộc linh, anh chị em ạ. Amen. Chị nhớ nhá, hiểu không ạ? Bị cha thuộc linh họ không có, thành thử ra là họ trốn thôi. Còn ông có cha thuộc linh nhá, thì cha thuộc linh bảo ô đây là cơ hiệp của con đấy, à nan đề à, ok bên ta sẽ dạy con để mà gọi bắt con thú đấy làm thịt. Tức là người cha ấy là đi huấn luyện con cái mình như tay thợ săn đấy. Thế nhưng đấy là con vật đấy, phải làm mồi, nó là mồi, như là sao, như là tư duy của Joseph và Caleb đấy, những kẻ mà trong miền đất hứa Canaan đấy, kẻ khổng lồ đấy ấy, thì sao kẻ con mồi to thì sao, thì cái chiến lợi phẩm nó càng to thì càng thích thú, trúng quả đấy. Như là cái đơn đặt hàng lớn đấy, anh chị em mà làm đang đi buôn bán chẳng hạn đấy, mà có đơn đặt hàng lớn, đúng là trách nhiệm rất lớn thật. Thế nhưng đó là sự vui mừng, đúng không anh chị em? Yeah. Cũng vậy thôi, cha thông linh phải huấn luyện cho con cái nhìn thấy làn đề đấy. Úi, đấy, nó đứng sau làn đề đấy là cả một đống cơ nghiệp tài sản trong đó. Cái làn đề này nó dính đến 7 tỷ người chẳng hạn, cái làn kia nó dính đến 245 triệu người, làn đề nó dính đến 2,7 tỷ người. Đấy, nhưng còn đánh làn đề đấy có tóm luôn cả từng đấy người đứng sau làn đề đấy. Amen. Tiếp nữa này, thứ nhất của Cô Rinh Tô đoạn 4 câu 15 16 đúng không? Còn trong anh em có đến vạn thầy thông giáo nhưng không điều tra đấy. Tức là không có nhiều, không có mấy người là cha thuộc linh đâu. Trong thời gian này, trong cả thân thể của Chúa không có mấy cha thuộc linh anh em ạ. Họ chỉ là cha thuộc linh hình thức thôi. Họ cũng nói là cha là cha, đặc biệt trong giáo hội công giáo, giáo hội chính thống ấy, thậm chí Tin Lành nữa cũng gọi là cha, nhưng mà bản thân họ không có cái khái niệm về cha thuộc linh thực sự, không có khái niệm mà để mà dòng dõi là phải chiếm các thành quân địch, dòng dõi về các thế hệ mai sau đến vương quốc ngàn năm, đến đời đời. Thêm hơn nữa, mặc dù trong họ có thể có những mục sư giữ đồ đấy, như ơn truyền giáo, phép lạ dấu kỳ, tiên tri đuổi quỷ ABC rất nhiều, nhưng họ không có cái sứ mạng để nó truyền đạt lại các thế hệ sau. Mà người cha đấy là người ban hạt giống bứt phá mọi trở ngại, tương tự như là chúng ta thấy khi tinh trùng mà vào trong trứng đấy, thì có thể khi mà người đàn ông nhá, mà người cha đấy mà khi mà quan hệ tình dục với người mẹ đấy, với người vợ đấy, thì là lúc mà sinh con đấy, thì có cả rất hàng trong cái đống tinh trùng mà phóng ra ấy, thì có đến hàng trăm nghìn tinh trùng trong đó, mà cho đó chỉ có một con, hai con đó nó tấn công, nó vượt được, nó thắng được tất cả hàng nghìn, hàng trăm nghìn con còn lại, và một con nó tấn công được vào cái trứng đấy thôi để mà trở thành một đứa con, có thấy không? Vì thế mà người cha là có hạt giống để bứt phá, nên cái người cha đấy là phải dạy dỗ để bứt phá ra để sinh ra, mà để bứt phá để cái tinh trùng mới, nó từ hạt giống ấy, hạt giống như tinh trùng, nó cái chuyện mà hạt giống sinh con đẻ cái nó không phải đơn giản bình thường đâu, mà nó có cái ý nghĩa nào đấy của nó đấy, chứ không chỉ là sinh con đẻ cái, mà để nó phải bứt phá ra, con phải đột phá, cái người con đột phá để mà tấn công được cái buồng trứng đấy,
tấn công vào con trùng đấy và ra sinh ra người con đấy. Vậy thôi, sau đó mang thai, tức là về sinh nở mà, đầu tiên phải bứt phá, vượt qua cái trở ngại, vượt qua đến vậy là hơn mấy trăm nghìn gọi là đối thủ, hay là hàng triệu đối thủ đấy, vượt qua hàng triệu đối thủ đấy để mà chạy trước rồi cảm lũ xông vào cái buồng trứng, rồi những đứa nào là chọc thủng được cái màng buồng trứng để tấn công vào đấy để thụ thai đấy, còn thế nữa cơ, mà đứa phải đi trước cơ, đứa sau thì muộn rồi. Mình cho hiểu ý không? Nên người cha thụ linh ấy là phải ban cái hạt giống nào đấy, dạy dỗ để cho họ mạnh mẽ bứt phá tất cả một trở ngại ở đó. Trong trở ngại ma quỷ Babylon nó cản trở đấy, thì không có chuyện chui đâu đấy để mà đập trốn cầu nguyện để lúc nào chúng tất mình lên đâu, mà phải mạnh mẽ đánh bật hết để mà sinh nở ra cái gì đó. Sau khi mà đập rồi sinh nở thì mang thai, sau họ đau đớn họ trả giá cho việc sinh nở đấy để mang cái thai cho Chúa, đẹp lòng Chúa Trời, sinh nở ra. Và quá trình sinh ra là quá trình hợp pháp, legal, anh chị em ạ, rất quan trọng đấy. Chúng ta nói về cái chuyện mà Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời công bình, Đức Chúa Trời gọi là thượng tôn luật pháp, nên sự sinh nở đấy cũng phải hợp pháp. Amen. Sinh ra con đấy, thì con nó phải con hợp pháp. Tại ngày nay chúng ta nhìn thấy đấy, có nhiều người đâu có sinh bất hợp pháp đấy, họ cấp trên cho họ, cấp trên kia họ rủ, bây giờ đi vào đây nó phép lạ vô kỳ, một đống, thế là ra một đống người đi theo đấy. Nhưng mà những người đấy không có giá riêng tư của Đức Chúa Trời cả, anh chị em ạ. Họ chỉ cái bụng của họ thôi, họ chạy ra dấu vị phép lạ thôi, chứ họ chẳng có một cái sứ mạng cái tượng nào đó lớn global để mà vào cõi đời đời được. Amen, anh chị em nhé. Tiếp nữa là người cha thuộc linh đấy thì biết thời điểm nào đó cho người con của mình. Như trong sách Galati đoạn 4 tôi nhắc anh chị em đấy, có nói về người con sao, kẻ thơ ấu đấy, khi còn thơ ấu, cả cái tự khi thơ ấu thì còn là tôi mọ, phải ở dưới quyền của người bảo hộ cho đến khi người cha đã định. Tức người cha ấy, người cha biết thời hạn lúc nào thì con xuống núi được, lúc nào con thể phát triển được. Cái người trong cái con trai hoang đàng cũng vậy thôi, cái đứa em đấy là chưa phát hiện, nó cứ nghĩ là nó trưởng thành rồi, nó lớn rồi, nó tự lập được rồi, một vụ nó ok rồi, trong nhà cha nó làm giống như phép lạ, tiên tri đuổi quỷ đủ các thứ ok hết rồi, dựng dạy dỗ một vụ xã hội một vụ kia đầy đủ hết rồi, thôi bây giờ đi thôi. Nhưng mà chưa phải đến kỳ đã định thì nó cứ đòi chia ta sàn đi. Nhưng người cha thì biết là chưa đến tuổi đâu, chưa đến thời điểm đâu, nhưng thôi nó cứ đòi thôi, người cha cho nó làm để cho đứa cho người con đấy là hiểu được cái bài học. Nên người cha biết được người con thời điểm của mình lúc nào. Amen. Để người cha mang thai mà mang, nên là biết, có sự gần gũi sâu nhiệm với Chúa mà, nên biết thời điểm, biết sự huyền nhiệm của Chúa. Tại vì người cha là người biết Chúa từ lúc có lúc từ lúc ban đầu mà, người ta họ biết điều đấy, nên họ biết cái phần nào lúc nào thì giải phóng con của mình, còn lúc nào con vẫn phải trong cái vòng mà được dạy dỗ cho đến kỳ mà cha đã định. Amen. Như Chúa Giê-xu cũng vậy đấy. Chúa Giê-xu cũng phải ở kỳ đã định đó, kỳ chưa đã định đó, kỳ đã chọn đấy. Ngài đã định thì đôi ngài mới đưa con đầu lòng này vào trong thế gian qua người nữ, qua Maria. Chứ không Chúa có thể làm trước đấy chứ. Nếu Chúa làm trước thì sao ạ? Thì người ta đỡ khổ không? Người ta có thể nói như vậy. Tại sao khi Adam và Eva phạm tội đấy, thì tại sao Chúa Giê-xu không chết thay cho Adam và Eva thì đỡ phải khốn khổ như ngày hôm nay, hàng tỷ người rơi xuống địa ngục. Nhưng Chúa phải đợi bao nhiêu ngàn năm sau bắt đầu Chúa Giê-xu mới đến thế gian. Và trong 4.000 năm đấy thì chết bao nhiêu người rồi. Nhưng người cha Chúa ấy biết kỳ đã định, cái thời điểm nào. Và khi người ta đến Chúa Giê-xu, người ta cứ dục Chúa, phải đó, phải thế kia đi. Chứ bảo, này ta người cái chuyện gì. Thời điểm đã chưa đến. Đúng không? Bà Marie đấy. Đến bà nói, con ơi, hết rượu rồi, nằm phép đã đi. Chú Giê-xu và người đàn bà này, ta mới có việc gì đã liên quan đến ngươi, thời điểm ta chưa đến. Thì Chúa biết mà không bị kiểm soát, tức là Chúa phát triển quan hệ cha con nên ngài biết cả tình cha nữa, nên ngài biết thời điểm của ngài, thời điểm ngài biết cái thời điểm nào phải lên thập tự giá mà Phi-e-rơ thì lôi ra can ngăn, chứ đừng làm gì, chưa làm gì cũng đỡ như vậy. Chúa biết thời điểm của ngài, lúc nào cần phải lên. Amen. Và người cha thuộc linh ơi, ở dưới đất này đều là con người cả, đều có sự yếu đuối cả, đều sẽ trần truồng cả.
nên để chúng ta biết là chúng ta không bao giờ thần tượng họ. Mình tôi nhắc anh chị em, nếu thần tượng cha tụi mình là mình giết người đấy luôn đấy, anh chị em. Mình sẽ để người đấy vào cái vòng gọi là ghen tuông của Chúa Trời. Anh chị em nhớ nhá. Ôi, xin lỗi anh chị em nói chuyện đi. Một tí, đợi từ 2 phút. Đúng, sao vậy mời ạ? Em buồn ngủ quá đi. Em đang uống thuốc cảm hôm nay buồn ngủ. Em vừa tối. Em vừa tối. Bị nhức đầu với là chóng mắt sáng giờ nè. Tiếp tục anh chị em. Người cha này, thuộc linh hình thành trong bản thân mình đấy, là hình bóng người cha giống Đức Chúa Trời, còn dạy dỗ con mình cũng giống mình, tức mang bản sắc của mình. Mình nhớ là con thuộc linh là cái người mà hạt giống là sự tinh hoa của cha mình, mà nên dạy con giống mình. Như Sư Phaolô nói đấy, là anh em hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Đức Christ. Amen. Nên là và tiếp nữa là phải vượt mọi thử thách khó khăn trên lãnh thổ quân địch nữa. Chúng ta nói rồi, không chạy trốn mà phải đương đầu để săn đuổi các quân địch đấy. Chúng ta kiểu như là người thích thú, như là người đi gọi đi săn bầy đấy, anh chị em thích thú để đánh trận, để săn truy kích quân địch. Để tôi nói thêm nữa, còn nếu mà nơi nào không chắc thì binh như chúng ta nói ở Việt Nam đấy, là nơi đấy dân Chúa thấy kẻ địch là bỏ chạy hết, chui vào nhà hội để cầu nguyện hết, không ai đương đầu cả. Rồi tiếp nó cha tôi làm cái gì trong sách, trong ngôn đoạn 22 câu 28 còn nói rằng là không gì không rời các mộc giới mà tổ phụ con đã dựng đấy, để nói là cha tôi không rời chân lý của vùng quốc trời đâu. Tổ phụ đây là nói với các tổ tiên chúng ta, nói với người yêu mến kính sợ Chúa đấy, họ không có thay đổi, không có compromise gì với chuyện mà chân lý của Chúa. Chân lý của Chúa chỉ có tuyệt đối, amen amen mà thôi, và thực hiện làm theo thôi. Không có chuyện compromise, ôi thứ này cắt đi nhé, chỗ này hạ thấp tiêu chuẩn chút đi để cho người ta vào. Không, vào phát thì quỷ nó vào luôn, hạ tiêu chuẩn thì mặc quỷ nó chui vào luôn. Nhưng không chuyện như vậy. Và cha thủ linh ấy là tôn trọng công lao của tổ tiên mình, cha ông của mình. Tôn kính các bậc cầm quyền trên mình, tôn kính các bậc mới đi trước mình. Chứ không có chuyện là gọi là chối bỏ những người đi trước, chối bỏ công lao người đi trước được. Và khi mà cha thủ linh ấy mà thấy những chân lý nào mà nó chưa được dựng lên ấy, nó chưa mạnh đấy, thì cha tôi mình phải sao, phải cây dựng nó lại. Isaac ấy là con của Abraham đấy, đào cái giếng mà cha mình đã đào trước đây, là bị những kẻ ngọ dân ngoại nó lấp hết, phải đào lại. Ở trong sách Sáng Thế Ký 26 đấy, từ cái chân lý nào mà bị nấp đi đấy, bị che khuất đi đấy, thì phải làm bật lỗ ra, phải đánh bóng lên, làm lộ tất cả sự khôn ngoan ra và nhà hội lên, các sự khôn ngoan hỗ trợ được giao truyền ra. Nhưng khi Chúa Giêsu ngày đến nhà hội đấy, ngày thấy bọn ô uế nó biến nhà của Chúa thành cái nhà trộm cướp, thành phường đĩa điếm, thành phường buôn bán, đổi bạc, buôn thần bán thánh trong đấy, ngày ngạc nhiên, ngày mới bận dây để ngày vụt, ngày đổ hết tất cả các bàn đổi bạc đấy, đánh vụt hết những cái hội mà buôn bán trong đấy ra,
ném hết tất cả đồ của hội thánh tế lễ vớ vẩn ra đấy, vớ vẩn vớ vẩn. Tiếp nữa là Thi Thiên đoạn 16 câu 6 ấy, có nói là cha để cơ nghiệp cho nơi tốt lành, tôi là nhận cơ nghiệp của Chúa ở nơi tốt lành. Cơ nghiệp mà cha đưa ấy phải là cơ nghiệp tốt lành, cơ nghiệp mà con cái nó phải sung sướng, chứ phải cơ nghiệp là cái món nợ khổng lồ của ai đó được. Amen. Và cha Thượng Linh là luôn tôn trọng quyết định của con cái mình. Ok, chẳng nhiên Thượng Linh chưa nói qua rồi. Bây giờ nói về tính cách của người cha Thượng Linh nhá. Ờ, cậu còn nghĩ một sơ hai lần. Để đi. Dài lắm. Dài quá, vậy đi, dài quá. Dài, bài dài, nghỉ á, cắt à? Cắt không? Để cắt nhá, cắt ở đây xong đi bài sau nhá. Cắt để cho dễ hiểu nhá. Không tí dài quá thì nghe không biết. Cắt đi, cắt bài này nhá, được không? Dạ, yeah, dạ, yeah. Thì cắt đi rồi. Cắt bài này, ok, cắt bài này, stop bài này lại. Ở thứ năm cầu nguyện đi. Để cắt bài này lại. Nãy giờ cậu ngủ quá. Cầu nguyện đi. Đi cắt bài. Cái này Chúa đã chờ con, chờ cảm ơn nhiều vì Ngài dẫn con để em còn học hỏi lời của Ngài. Và xin Ngài hãy ở cùng tất cả những gì Ngài đã dạy chúng con để chúng con ông liệt lời của Ngài, để lời của Ngài được ghi vào trong lòng con. Cảm ơn rất nhiều. Cầu nguyện danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Tạ ơn Chúa. Chúa ban chúng con tất cả sự thông hiểu mà Ngài đã dạy cho chúng con, chọn để cha thông linh chúng con phải làm như thế nào. Ai là con thông linh, ai cho chúng chọn những chân lý của Ngài. Ngài dạy chúng con đây cho bám sâu vào đường dẫn của chúng con, cho và hành động và làm mới, là nhắc nhở lại tất cả điều gì Ngài đã dạy cho chúng con trước đây cho trong danh Jesus Christ. Amen. Amen.